Xin thân ái kính chào tất cả anh em quay trở lại với shop Dạng Năng. Em tên Sơn, số điện thoại của em là 0335172445. Trước hết em xin chân thành cảm ơn tất cả những anh em đã từng mua hàng ủng hộ bên kênh của em. Thì hôm trước đó, là clip trước em có bán trước lễ, thì em cũng đã gửi hàng cho anh em hết rồi. Do cái đơn vị vận chuyển gì theo ở cái khu vực này của em nó nghỉ lễ 3-4 ngày vậy đó, cho nên là cái đơn hàng mình chuyến này đi hơi chậm hơn so với bình thường là 3-4 bữa nha. Anh em nào có nhận hàng hơi trễ thì thông cảm giùm em, thì hàng thì tất cả được gửi đi ha, anh em thông cảm do cái đợt này nó gửi hơi trễ thì cũng gửi lời xin lỗi tới anh em ha. Rồi thì anh em cứ việc như thường bữa thì mình nhận 3-4 bữa thì anh em chịu khó ăn từng giùm em ha, tại vì nó nghỉ lễ tới 3-4 bữa là nó nhồi ra gấp đôi rồi. Hàng quá thì em đã gửi đầy đủ, anh em cứ việc yên tâm. Rồi em xin chân thành cảm ơn. Thì hôm nay em có một số cái mặt hàng dụng cụ nội địa Nhật ha, đã qua sử dụng, thì những cái hàng như thế nào em có nói rõ, nêu rõ ở trên tình trạng ra sao, ngoại hình như thế nào thì anh em xem trên clip em có nói rõ kỹ. Còn nếu như muốn biết thêm thông tin, thông số kỹ thuật, cân nặng hay là bất cứ cái gì anh em muốn biết thêm về cái sản phẩm đó thì anh em cứ việc liên hệ với em trực tiếp qua số điện thoại 0335172445 ha. Em tên Sơn, số Zalo và số Facebook cũng số trên ha. Rồi thì anh em chưa kết bạn Zalo hay Facebook gì cứ việc gửi là mời kết bạn ha, có giao dịch thì cứ việc nhắn qua bên đó giùm em. Rồi thì những anh em nào là mua hàng bên em thì có hai hình thức ha. Thứ nhất là chuyển khoản, đơn hàng chuyển khoản đủ 300.000 trở lên là em bao ship. Nếu như anh em ship code vui lòng thanh toán tiền ship giùm em. Rồi những anh em mua hàng lần đầu vui lòng dằn cọc cho em qua hình thức chuyển khoản hoặc là dằn cọc thẻ cào giùm em ha. Thẻ cào thì ở đây em xài mạng nào cũng có, chứ Viettel, Mobivina thì anh em mua mạng nào đó bạn đó thì em dằn cọc rồi được ha. Tùy theo giá trị đơn hàng mà em dằn cọc theo cái giá trị của nó ha. Rồi em xin chân thành cảm ơn, không làm mất thời gian của anh em nữa. Thì hôm nay là em bán trước tiên ha, là em sẽ bán những cái mặt hàng thanh lý để em quay cho nó gọn nhà anh em ha. Thì dẹp mấy cái này vô đừng, em có chỗ em để thôi, để nhà cũng khá là chật ha. Thì đây trước tiên là mã này trước mắt anh em là cái mã thanh lý. Hàng này là hàng thanh lý, tức là anh em tận dụng về sửa chữa lại đó, sửa chữa lại mình xài gọi là tận dụng. Thì em bán giá là 250.000 cho cái đống này ha. Rồi đây ha, lấy bọc màu trắng. Rồi thanh lý thứ một nha, giá 250 ha. Anh em mua đơn hàng 300.000 trở lên chuyển khoản đủ là em bao ship nha, thủy thì còn nhưng mà mất độ chính xác nha. Rồi ok ha. Rồi mã này là mã số 1 nha, cái này thì cái cần tự động gì đó ha, đó. Mở ra gì đó, đây giúp từ gì nó nằm trong đây nha, mũi giúp từ gì đó. Rồi đây ha, đó là bộ này, bộ số 1 nha em ha. Rồi còn có súng silicon nha. Rồi đó, cái này móc cho chống thắng cáp nè ha, nó làm thủ công. Rồi đục ha, ta quay ha, nó rồi ghim bấm nè ha, rồi là gì xà beng nha, xà beng hay là xà cày đó. Rồi nắp nè, emro vít nè ha. Rồi đây lưỡi cưa nha, lưỡi cưa kèm ha, xà lê ha, vít đồ khui nè, nó bay đó là xong bộ 1 nha, giá 250. Tiếp theo bộ số 2 nha anh em, bộ thanh lý này số 2 này giá cũng là 250 luôn ha. Anh em ưng ý bộ nào lấy bộ đó, lấy hai bộ 500 chuyển khoản đủ lại em bao ship nha. Rồi ok đó, nếu như ship code thì anh em thanh toán tiền ship cho em rồi ha. Rồi 250 nha, 250 ngàn bộ ha. Đó lưỡi cưa nè, thủi nè ha, vít rồi đục đây ha, đó công lực rồi. Cờ lê nè, xà cày nè ha, 250 bộ. Rồi thước kéo cuộn nha ha, đục nè, búa đục, đục lỗ ha. Rồi tiếp theo thanh lý mã số 3 nha, thanh lý mã số 3, cái này thì em bán giá là đục bê tông ha. Nó có đục lớn đục nhỏ, một cây 2kg cho tới 3kg, có hơn 3kg ha. Ở đây thì em bán bộ này là cho anh em thấy vậy đó. Thì ví dụ như anh em muốn mua ít thì mua nhiều, mua tùy theo anh em ha. Thì đục này em bán là 30.000 ký, bộ này 13kg lưu gửi nha, giá là 390.000 ha. Thanh lý mã số 3 390.000, anh em về có thể đục tay
đục tay, mà có máy thì anh em đục máy, còn anh em không có thì những anh em lò rèn á cần cái thép chất lượng thì đây cũng là thép cũng thuộc dạng chất lượng nha, thép này là thép đục của Nhật ha. Rồi đó, ở bên bển người ta đục thì đục bằng cái máy lớn nha, sử dụng hơi khí nén, này bên đây mình có máy thì mình cứ việc sử dụng ha, máy điện như anh em vừa thì cứ việc sử dụng, còn thông số kỹ thuật thì anh em cứ việc liên hệ trực tiếp đi, em sẽ trả lại trực tiếp cho anh em luôn ha. Rồi ok, bộ này thì tổng cộng là 5 cây đó, tổng trọng lượng của nó là 13 kg rưỡi đó, thì em bán giá là 390.000 ha. Ok, tiếp theo ở đây là dây xích này em bán giá là 350, trọng lượng của nó là gần 10 kg ha. Rồi dây xích này về anh em muốn sử dụng vào công việc gì đó anh em sử dụng thì nó, cái bó của nó là nó sẵn, nó dính trong đây gì nè ha, nó dính sẵn trong đây gì nha, thì đó anh em về xài thì anh em kết nối lại hay là sao đó ha, thì dây nó đang sẵn trong đây gì em cũng chả biết nó làm cái gì nha. Dây xích này thì để em đo thử coi, dây xích này là được dây xích 7 ly nha anh em ha, ở đây thì em đo được 7 ly nè. Rồi anh em có dùng thì mua về dùng ha, trọng lượng của nó gần 10 kg nha, rất là nặng, em bán với giá là 350.000, cũng là một trong những cái mã hành lý của em nha, anh em có nhu cầu thì xài ha. Rồi ok, 350. Rồi nha anh em, tiếp theo nha, tiếp theo ở đây là em bán kết căng cáp ha, kích căng cáp, con này thì cáp nó hơi tưa 1-2 tao phía ngoài nha, đó tưa 1-2 tao phía ngoài nè, do kéo lộn ngại nó bị cấn nha. Rồi còn lực tải thì nó cũng còn chịu ok, con này thì chịu lực tải có khoảng 400 kg 500 kg được nha, 400-500 kg gì vậy ha. Con này thì anh em kích là kích kích dây nè, đây anh em kéo gào trước này nó sẽ hở ra nha, bỏ dây vô rồi mình càng gập nó lại thì nó càng cứng thôi ha. Rồi đấy anh em kích dây điện hay là kích dây cáp gì đó là tùy theo mục đích của anh em sử dụng. Còn cái móc này nó rất là lại hại nha anh em ha. Đây thì anh em bỏ vô, ngoài sang vòng thì nó dính chặt lại ha. Đây. Như vậy là nó không có gớt ra được đâu nha ha. Móc cứng lại luôn á. Rồi càng siết là càng chắc thôi chứ không có gớt ha. Con này thì hoạt động full tính năng ha. Dây cáp thì có tưa 1-2 tao trong cái vành này nè, ít thôi chứ không có nhiều ha. Thì cái phần này á là đảo chiều là đây nha anh em ha. Đảo chiều là ở đây, cái này chiều nhả ra, chiều này chiều chạy vô, chó rồi vừa hoạt động full tính năng hết rồi, đã test đã vô dùng mở cho anh em xài cho nó ngon lành hết rồi nha. Ở đây đó, rồi ok, giá của nó là 400.000 nha, kích cáp chịu tải khoảng 400-500 kg ha. Tiếp theo nha, bá lan mã số 1 em bán giá là 1.000.000 nha. Con này là 1 tấn 6, trọng tải của nó chịu 1 tấn 6, sát là sát nhỏ gọn ha, sát nhỏ gọn, đây 1 tấn 6 nha. Con này là hoạt động là cũng ok ha, full tính năng, tức là anh em gặt lên gặt xuống gì cũng được ha, kéo dây là anh em để chính giữa nha, anh em đến giữa này anh em kéo dây lên xuống thoải mái nha. Mấy con này ở đây em đã thợ đã test kỹ càng hết rồi nha, nói chung là em bán ra đường xa thì cũng đã test kỹ, anh em mua về chỉ về sử dụng thôi, móc đồ gì nè, tải trọng lượng là ok hết ha. Rồi đó, cái nào như thế nào em có nói rõ hết, anh em cứ việc còn xem ngoại hình nữa thôi đó, full tính năng em nói full tính năng, thiếu tính năng nào em nói thiếu tính năng đó, nó như vậy cho nó dễ mua ha. Rồi đó, rồi giá cả nữa thôi, rồi anh em thấy phù hợp thì anh em cứ việc mua. Bá Lan mã số 1 giá là 1.000.000 ha, trọng tải của nó là 1 tấn 6, sát là sát nhỏ, full tính năng, lắc tay lên xuống không tụt tải ha. Rồi đó là kéo dây lên xuống được luôn. Rồi ok, tiếp theo con bá lan mã số 2, con này nó bị lật thùng nước sơn đổ vô hay gì anh em, bởi vì tới giờ nó cũng không xét được, chỉ còn nước sơn thôi ha. Đây nước sơn này nha, đó. Rồi con này thì hoạt động cũng ok, một cái lỗi nhỏ đó là cái chiều xuống, cái việc thả con dây xuống, ví dụ như anh em kích cho nó thẳng dây lên rồi nó còn ít dây thôi, anh em muốn xả cho nó xuống gì á, nó dài ra gì á, thì là anh em phải lắc bằng cái núm này nha. Đó, anh em cho nó về chính giữa, anh em lắc bằng cái núm này nha, lắc cho nó xuống. Rồi còn lên xuống là bình thường hết, chiều xuống cũng không tụt tải luôn, rồi nói chung cũng full. Rồi cái độ lực của thằng này là mã hiệu của nó là Kito nha, 1 tấn 6, sát nhỏ luôn nha, Made in Japan luôn. Mã lực cái tay này anh em mỗi lần gặt là 34 kg nè ha. Rồi dây xích là cũng còn ok, do nó dính nó sơn nè ha, họ nó không xét được, rồi xài ok luôn ha.
Rồi con này thì em bán giá là 900 ngàn đồng nè. Bá Lan mã số 2. Dây xuống thì em xe cái nấm để gặt chính giữa ha, cho đoạn giữa. Rồi ngoài ra là full tính năng thắng thiết đầy đủ ha, không tuột không tuôn. Rồi ok, tiếp theo con này con Bá Lan mã số 3 nha anh em nha. Con này là con số 3. Con này thì con này là không có dặn nấm được nha, lên xuống gì cũng vậy hết, không có dặn nấm được, để em giữa gì là dặn không được nè. Đó, tại vì của người ta là để em giữa là kéo dây lên xuống được bình thường, còn cái này để em giữa là cũng không xe nấm được luôn. Con nãy thì xe nấm được, con này á là chỉ có lắc tay thôi, chỉ có lên thì lắc lên, xuống thì lắc xuống, nó hơi lâu nhưng mà nó ok, an toàn, không tụt tải không gì hết. Thương hiệu là con voi này nha anh em ha, 750 kg, cái này là trọng lượng của nó nha anh em, nào làm kiển cỡ này nhỏ nhỏ thì ok ha, giá của nó là 700 ngàn ha, cũng là ok, hoạt động ngon lành. Chỉ có cái là kéo dây cho nó nhanh thôi, thao tác nó nhanh thì không được thôi, chỉ có là lắc lên ít từ từ rồi mình lắc xuống từ từ thôi ha, nó có cái là nó hơi lâu thời gian của mình thôi, nhưng mà hoạt động full, không có tụt tải không gì hết nha, thắng thiết đầy đủ. Tiếp theo nha, em bán cái con Bá Lan mã số 4 nè, em bán giá là 1 triệu. Con này á là cũng là của ông Kito, cũng sản xuất ở nội địa Nhật xài nha. Con này á là 1 1/2, tức là 1,5 tấn nha, 1,5 tấn, xác là xác lớn ha, xác lớn. Cái tay lắc này là nếu như xác lớn á, được con cái là mỗi lần anh em lắc tay chỉ tốn lực có 39 kg rồi ha, 29 kg thôi nha, còn con kia tới 30 mấy kg lần ha. Rồi con này thì nó ngoại hình gì anh em xem nhà đánh giá nha, móc chỉ xích từ vậy là ok, ngon lành hết ha, ok ngon lành hết, hoạt động tốt luôn ha. Nó thì cái này lắc lên lắc xuống bình thường hết đó, nhưng mà kéo dây thì không được, nó chỉ có giống như con hỏi thầy là lắc lên xong rồi anh em phải lắc trở ngược xuống thì nó hơi lâu thôi, nhưng mà thắng thiết từ gì đầy đủ hết trơn, full tính năng, không xe nấm được luôn, không có xay cái nấm cho nó nhanh được luôn, chỉ có lắc thôi, lắc bằng cái tay nè. Rồi lên xuống gì cũng vậy, giá là 1 triệu nha, xác lớn 1,5 tấn nha, cũng của Nhật sản xuất luôn nha. Rồi tiếp theo ha, còn con này á là nó full tính năng, con này là động ok hết, full tính năng, anh em mua về chỉ việc sử dụng thôi đó. Cái này anh em lắc lên lắc xuống, còn muốn không lắc xuống á từ từ á thì anh em xả tải á, thì anh em gặt chính giữa kéo cộng dây rồi chạy không dặn. À cái này á là nó thiết kế nó hơi khác xíu nha anh em, trong đây nó xài bi ha, thì á khi anh em để chính giữa gì anh em muốn xả xuống được á là anh em phải dặn cho nó nhảy cái núm này lên nha, đây anh em xem, dặn cho nó hở cái núm này lên nè ha, rồi xong rồi anh em kéo dây lên xuống gì đó anh em kéo thoải mái ha. Rồi khi mà anh em kéo nó tới mức được rồi á thì anh em dặn cho nó trở xuống lại ha, dặn cho nó phập sát cái này xuống lại là ok, là anh em cứ việc chỉnh lắc lên hoặc là lắc xuống tùy ha. Rồi con này cũng là thương hiệu Kito, sản xuất nội địa, cũng 1,5 tấn, xác lớn, thiết kế khá là an toàn luôn ha, con nào cũng an toàn hết, con này thì an toàn tuyệt đối luôn ha, giá của nó là 1,5 triệu. Lực kéo này nó nhẹ hơn con kia nữa, chỉ có 23 kg thôi, mỗi một lần lắc tay là 23 kg thôi, còn con kia là mỗi lần lắc tay là 29 kg ha, cũng là xác lớn nha. Rồi ok, giá là 1,5 triệu nha, 1,5 tấn, anh em có nhu cầu xài thì liên hệ em ha. Rồi con này là con đội số 1, em bán giá là 1,7 triệu ha, bán giá là 1,7 triệu. Con này á thì đội hơi ok, ngon lành hết nha. Đây nè, con này trọng tải của nó là 15 tấn nha, sản xuất tại Nhật á, made in Japan ha. Rồi anh em xem ngoại hình nha ha, đó anh em xem ngoại hình đó, cái phần này là nó bị ngã nằm xuống dưới đất mà ẩm thấp nè, còn đây nó sơn là còn nguyên dạng ok, ghim nó hết nha, hoạt động ok full, tay của nó rất đẹp luôn, đây anh em xem rất là sáng chói luôn nha. Còn cái phần này anh em dặn được tăng chiều cao lên chút nữa nè ha. Đó con này em bán giá là 1,7 triệu nha ha, đội mã 1 bán giá là 1,7 triệu. Rồi 1,700,000 đồng ha, đội lên xuống full tính năng ha, xả tải thì nằm đây nha anh em ha, xả tải nằm đây, giá nó là 1,700,000 đồng, anh em có nhu cầu xài liên hệ, 15 tấn nha. Tiếp theo đội mã số 2 nha, con đội này á là con đội Toyota ha, đội Toyota, con này được sản xuất tại Nhật luôn nha, Japan đầy đủ nha. Đây trọng tải của nó chịu được là 1,8 tấn, tức là 1,800 kg ha, anh em xem nha. Con này thì đội lên hết nó là 2 tầng, rất là cao ha, rất là cao, đây là mấy tầng, còn tầng nằm phía dưới này nè ha.
Rồi anh em có nhu cầu xài thì liên hệ em, giá của nó là 500.000 đồng ha, một con nội 1 tấn 8, anh em hoạt động full luôn ha, xây găng. Tiếp theo nha, con nội mã số 3 là con nội cá sấu. Con nội này thì chịu trọng tải của nó là 2 tấn nha anh em ha, trọng tải của nó chịu được là 2 tấn. Con này thì hoạt động ok, full tính năng, lên xuống rồi về ngon lành, bao cho anh em là không xì sọt gì hết trơn, ngon lành nha, tải vô ok hết, tay gạt thì đầy đủ. Mấy con nãy giờ không có nói tay gạt tức là không có tay gạt ha. Rồi, anh em siết này vô chặt là anh em cứ việc là bơm lên thôi, ben lên thôi. Con này là ben đứng đội nha, đội này mã số 3 giá 1 triệu, đội cá sấu nha anh em, hoạt động full tính năng nha, bao xì sọt nha, không có xì sọt gì hết trơn nha, ngon lành ha. Rồi nước sơn ngoại hình rồi vậy là còn đẹp ok ngon lành nha. Rồi đó, con này anh em xem ngoại hình giáp vòng nha, rất đẹp nha, nước sơn mà vậy còn rất đẹp nè ha. Rồi giá là 1 triệu, chịu tải là 2 tấn. Con đội mã số 4 giá của nó cũng là 1 triệu, chịu tải là 2 tấn luôn, nhỏ gọn hơn con kia nha. Rồi ok, ở đây nó có tay gặt đầy đủ ha. Rồi xiết vô xong rồi anh em test nha, hoạt động ok lắm. Hết đậu nha anh em ha, hết đậu nha. Con này hoạt động ok ngon lành nha, full tính năng ha. Rồi tay gạt của nó đây nha. Rồi ok, xả ra thì anh em cứ việc lúc đây anh em dặn xả ra thôi ha. Rồi. Giá của nó là cũng là 1 triệu đồng luôn nha anh em ha. Bao cho anh em là không có xì sọt hết trơn, hoạt động full tính năng nha. Giá 1 triệu, tổng tải của nó chịu cũng là 2 tấn. Tiếp theo tới đục bê tông nha anh em. Mang ghép vô em. Thôi, thầy nãy giờ mang gì nữa. Rồi tiếp theo đục bê tông mã số 1 nha anh em, giá của nó là 250.000, anh em có nhu cầu xài thì liên hệ nha. Đục bê tông mã 1 giá là 250.000 nha, gồm có 4 cây nha, 2 cây đục dẹp và 2 cây đục nhọn ha, 2 cây đục dẹp, 2 cây đục nhọn. Anh em có nhu cầu xài thì liên hệ ha. Rồi. Đục bê tông hàng bãi Nhật hết toàn bộ nha anh em ha. Giá của nó là 250, bộ này 4 cây. Tiếp theo bộ này 4 cây luôn nè ha. Rồi đục bê tông mã số 2 nha, giá của nó là 200.000 ha. Đục bê tông mã 2 giá của nó là 200.000, đây anh em xem nha ha. Rồi đục nhọn 2 cây, dẹp 2 cây nha. Rồi này có tay cầm chép mát luôn nha, đây ha, đó. Rồi 4 cây này vậy luôn, giá 200.000. Tiếp theo đục bê tông mã số 3 giá của nó là 180.000 ha. Rồi gồm 2 cây đục nhọn và 2 cây đục dẹp nha ha. 2 cây nhọn, 2 cây dẹp. Rồi anh em có nhu cầu xài thì liên hệ em. Tiếp theo đục bê tông mã 4 giá của nó là 200.000 đồng nha. Giá của nó là 200.000 đồng. Đây 2 cây nhọn rất là dài, anh em đục phá bê tông rất là ok luôn ha. Tiếp theo nha, cặp đục bê tông mã 5 nha, giá là 200.000 ha. Giá là 200.000 ha. Sắt gai của Nhật luôn nha ha. Rồi ok ha, anh em có nhu cầu xài liên hệ khá dài, cây lớn cây nhỏ ha, giá của nó là 200 đục bê tông ha. Tay rồi đục bê tông máy nha, giá của nó là 250. Đó anh em xài giống chân máy này thì anh em cứ việc mua về đục nha ha. Rồi có ra ban đóng đây luôn nha ha. Rồi ba cây nha, ba cây nha anh em ha, giá của nó là 250 ha. Rồi tiếp theo nha anh em, tay đục gỗ. Rồi đục gỗ mã số 1 nha anh em, giá của nó là 500.000 đồng ha. Anh em có nhu cầu xài liên hệ đục gỗ mã 1 ha. Đó, đây. Một bộ về 500 nha, anh em có nhu cầu xài liên hệ em ha. Rồi. Đây. Ha, có mẻ có lục và anh em mài lại nha, anh em xem kỹ nha. Rồi muốn xem kỹ nữa các bạn Zalo em gửi hình thêm ha. Tiếp theo đục gỗ mã 2 nha, 500.000 đục gỗ mã 2 500 nha, đây anh em xem nha, đây đục gỗ mã 2 đây ha, 500. Rồi cũng có mẻ có lục, anh em về chịu khó mài dũa thêm giùm em ha. Rồi đây ha. Rồi
Tiếp theo nha, tới đục gỗ mã 3 nha anh em. Đục gỗ mã 3 cũng vậy, cũng giá của nó là cũng 500 ngàn. Đó, đục gỗ mã 3 500 ngàn ha. Rồi, có thêm cây, nó có cái nồng, có cái cây nó không có cái tráng nha. Còn cái nồng thì nó của cái cây nào trong đây? Đâu có cây nào đâu. Đây à. Ừ, đây. Cái nồng thì của cây này nó rớt ra nha anh em ha. Đó. Rồi để vô bọc cho anh em đầy đủ hết ha. Đó. Rồi một bộ vậy là 500 nha ha. Anh em muốn lấy bộ nào lấy ha. Tùy thích. Rồi. Thích bộ nào lấy bộ đó, 500 ngàn. Tiếp theo nha anh em, tới cộng lực nha. Rồi, cộng lực mã số 1 giá 150 ngàn, mỏ mỏ xéo nha, Bakuma Made in Japan nha ha. Mỏ xéo đây ha. Đó. Anh em xem nha, cắt dây chì, cắt lưới bê cũng mực ok, ngon lành nha. Rồi, nhỏ là nhiệt nhỏ, lớn là nhiệt lớn. Nhỏ anh em kêu là nhiệt lớn quá cũng làm không nổi nha, giá 150 ha, cộng lực mã số 1. Tiếp theo cộng lực mã 2 nha, giá cũng là 150 luôn. Anh em xem nha. Đây, Đông Du nha, con trâu ha. Đây, Đông Du nha. Rồi đây. Đây cũng là mỏ xéo nha, cũng là mỏ xéo, anh em xem nha. Đó, mà trước mỏ này có mẻ chút xíu xíu nè, đó ha. Giá là 150 nha, cộng lực mã số 2. Tiếp theo cộng lực mã số 3 cũng là 150 ngàn ha, có tay dài. Rồi thương hiệu là MCC, mỏ này là mỏ thẳng nha, mỏ này mỏ thẳng. Anh em cứ về xem kỹ đi ha. Đó, ok thì chốt. Rồi giá là 150. Tiếp theo cộng lực mã số 4. Ba cộng lực này em bán em nói trước ha. Rồi lưỡi đôi gì nó có hơi chinh, nó có hơi mẻ, thì anh em nhắm về anh em sử dụng công việc của anh em phù hợp hoặc là sửa chữa lại được á thì anh em hãy lấy nha. Rồi em cũng bán giá rất rẻ thôi, 200 ngàn cho hết trơn cái đống này ha. Rồi 200 ngàn cho hết cái đống này nha. Đây, đây cái này thì nó chạy mỏ qua bên, về anh em có thể sửa mỏ lại ha, bắt ốc rồi gì lại. Rồi đây, đó cái này thì nó mẻ dăm dăm nhỏ nhỏ thôi ha, cắt con cộng dây lớn bình thường, còn nhỏ quá thì nó hơi khó, bị nó hơi hở ha. Rồi ok nha, đó cái này 300 ml nè, cái này thì nó cũng mẻ mỏ hồi trước nè ha, và mẻ dăm nè, anh em thấy nhìn nó thoát cái sáng sau lưng nè ha. Cái này cũng cắt sắt rồi gì được bình thường, 4-5 ml bình thường. Rồi chỉ giá có 200.000 đồng thôi, cộng lực mã số 5 này em bán giá là 230 ha, bán giá 230, cũng tương tự với cái bộ số 4 của nãy luôn, cũng là anh em về anh em sửa chữa ha. Thì đây đó, cái này nó cũng bị mẻ, anh em nhìn thấy nó thoát sáng ra sau lưng mà nha ha. Rồi tiếp theo nha, cây này 300 ml nè, nó cũng là bị mẻ nè ha, thoát sáng ra sau nè ha. Rồi tiếp theo nha, cây này là 350 ml nè ha, cũng vậy ha. Cũng hơi hở lưỡi này xíu nhưng mà anh em cắt 5-6 ly bình thường ha. Tiếp theo cộng lực mã số 6 này, anh em cắt sắt 8 được bình thường nha. Cộng lực mã 6 em bán giá là 300 ngàn ha. Hai này 18 inch nè, hai này 18 inch ha, new AC nè. Đây ok nha anh em ha, đây anh em xem nha, mở lưỡi ra cũng rất là nhẹ nhàng thôi ha. Đây lưỡi này thì cũng đã có qua sử dụng nha, anh em xem ha, đó cũng hở sáng ít thôi, ít thôi chứ không nhiều nha, ít thôi chứ không nhiều. Rồi cái này anh em cắt sắt 8 thoải mái ha. Tiếp theo nha, em bán combo búa, combo búa như gì là em bán giá là 420 ngàn, anh em có nhu cầu xài thì liên hệ ha. Đó. Rồi còn có hai cây này trước đi ha, hai cây búa, một cây búa trống, một cây đóng đinh nè ha, một cây đóng đinh. Rồi anh em xem ngoại hình đi ha, đít nè, đầu nè ha. Rồi hai cây, một bộ như là 4 cây nha anh em, bộ như là 4 cây ha. Đây anh em xem nha, đó đít nè, đầu nè ha, đó. Đây. Rồi tiếp theo nha, bán búa mã số 2. Búa mã số 2 bán giá là 420 luôn ha, bằng giá. Anh em có nhu cầu bộ nào lấy bộ đó. Rồi hai cây nha, cây gõ sỉ, cây đóng đinh nha. Đây. Đây ha. Rồi cây búa trống, cây đóng đinh nữa nè ha. Rồi ok ha, đồng nó đây. Rồi bộ này cũng vậy, giá của nó là 420. Tiếp theo nha, em bán búa mã số 3, giá của nó cũng 420 một bộ, bằng giá 123. Anh em muốn lấy bộ nào lấy nha. Rồi cặp này là gõ sỉ đóng đinh nha. Đây gõ sỉ đóng đinh đó. Ha.
ha. Đó. Rồi đó, 420.000 đồng bộ, anh em lấy bộ nào thì em điện với em chốt trực tiếp ha. Rồi, tiếp theo nha, em bán xà beng. Xà beng ở đây thì bán bộ gì là 5 cây ha, bán bộ 5 cây. Giá của nó là 250.000, đã vệ sinh gì hết ngon lành nha. Anh em mua về chỉ việc sử dụng thôi ha. Rồi. Đó, cái nào em vệ sinh sẵn, em lấy vệ sinh sẵn, chỉ có những cái bộ thanh lý em không có vệ sinh thôi ha. Rồi ok, ở đây gồm có 4 cây, cây này 300ml nha, cây này 300ml. Thì em sẽ cho anh em xem gõ từ hai đầu hết ha. Đầu đít gì thì xem gõ hết ha. Giá của nó là 250 thôi ha. Một bộ gồm có 5 cây. Tiếp theo cây thứ hai nè, 280ml nè ha. Đó. Đủ size. Anh em chỉ việc mua về xài thôi. Cái này á size này 260ml nè. Ha. Rồi, tiếp theo size này của nó là 200ml nè. Ha. Rồi. Tiếp theo nha, size này của nó là ngắn 16 hay gì đó anh em, ngắn nè. Ha, chữ nghĩa đóng thì đầy đủ nha, đóng đinh chỉ rồi gì ok nha. Rồi. Tiếp theo nha. Em bán bộ xà beng mã số 2. Giá của nó là 250 luôn, bộ xà beng mã 2 nha. Em cũng cho anh em xem từ cây luôn ha, 300ml nè. Ha, 300ml. Ha. Rồi. Tiếp theo nha, 280ml nè. Ha. Rồi, cây này thì không có để chiều dài nhiều nha. Cũng đông vô mít in Japan đủ thứ các kiểu nha. Ha. Cũng thuộc dạng cây sao cải giống như xà beng vậy đó ha. Rồi, hai cây nhỏ là cây 160, hai cây 160 nè, cái này của Fuya nha. Cái này gà Yamaguchi ha. Rồi anh em xem nha. Rồi. Tiếp theo nha, bộ xà beng mã 3, em cũng bán giá là 250 luôn ha. Đó. Đồng giá, anh em muốn lấy bộ nào lấy thì tùy ha. Rồi, cái này 300ml nha, cái này 300ml. Rồi. Tiếp theo nha, cây này á là nó không để à để là 300ml luôn nha. Rồi. Đó. Rồi, tiếp theo nha, cây này là 280ml đông du nha. Rồi, tiếp theo nha, cây này là 160ml ha. Gà ha, Yamaguchi nha. Rồi. Tiếp theo nha, cái đông chỉ nữa nè ha. Rồi. Tiếp theo tới mỏ lết nha anh em ha. Mỏ lết mã số 1 em bán giá là 400 đây ha. Mấy mỏ lết này thì em đã nhã xét cho anh em hết, là hoạt động ra vô ngon lành hết. Giá của nó là 400, đã vệ sinh sạch sẽ. Anh em mua về chỉ việc trùng nha, 200ml nè. Thương hiệu top nè ha. Dặn nhẹ nhàng nè ha. Đó. Rồi một cây nha. Tiếp theo nha, cây này là cây 250ml nha. Cây này là của HIT nha. Cây này của HIT nha. Hoạt động ok ngon lành luôn ha. Rồi ra vô thoải mái ha. Ủa cây này sao nãy ra vô bình thường mà. À, nó giống như nó còn sát trong đây nha, như mình nhả ra nó còn ngoài phía ngoài sát quá, mình chưa làm tới hết ha. Đây thì nói chung là cũng hoạt động nhẹ thôi ha. Đó. Chỉ có khúc ngoài này nè, khúc ngoài này nè. Đó, khúc sát miệng nè ha. Rồi cái này là 250ml nha, HIT nha. Cái này thì 300ml ha, 300ml. Đó, hoạt động ok ngon lành nha, cũng nhẹ nhàng thôi. Có cây 250ml này nó hơi nặng khúc ngoài này thôi. Còn ngoài ra hoạt động ok hết ha. Rồi bộ này thì em bán giá 400 nè ha. Anh em có nhu cầu xài thì mua lần 1 3 cỡ 3 size nha. Rồi cái này là 2 size, size 250ml với cây size 200 nè ha. Đó, rồi hai cây này là 250.000, cái này có bọc nhựa ha. Rồi. Ok, hai cái mỏ thì nó cũng nhọn nhọn giống nhau nha. Rồi, hoạt động cũng ok, nhẹ nhàng. Cái này thì có thêm phần số đây ha. Rồi đó, thì bộ này, cặp này về là 250, anh em xem ngoại hình thôi ha. Rồi. Tiếp theo, mỏ lết mã 3 nha. Cặp này thì 300 nè. Cái này 250, cái này cũng 200ml nha. Thương hiệu Luster đây ha. Rồi, em thử nha. Rồi, hai cái này thì hoạt động ok, nhẹ nhàng hết nha. Ha, rồi. Cặp này hiện bán giá là 300 nha ha. Đây. Rồi ha. Đó, tiếp theo em bán cặp này là em bán giá là 200 ha. Một cây là Nissan 200ml, cây 300ml nè ha, cũng HIT nha.
rồi ha. Gặp này thì 200 nha ha. Đó này thì cái này thì hở miệng nha, cái này hở miệng rồi ok ha. Đó ra vô cũng nhẹ nhàng nha. Rồi chỉ có là cây lớn này xe 300 này nó hơi hở miệng, 300.000 nha. Ủa 200.000 chứ. Tiếp theo mỗi lết mỗi nè, mã 5 nè, em mấy giá là 170 nè. Cái cây này là thương hiệu Mitsu nè ha, găng cỏ đẹp 250mm Mitsu nha. Đó rồi anh em xem nè, găng cỏ đẹp luôn ha. Đây nè ha, ok nha. Rồi 170.000 thôi ha anh em ha, size 250. Rồi ok, tiếp theo mã ARM nha ha. Mỗi lết này mã 6 nha, giá của nó là 300.000 ha. Con này ARM cái miệng này mở rất là lớn do cái đầu này rất là dài ha ha, 300mm đó. Đồng thời là của người ta cũng 300 mà cái này cũng 300, mà cái này thì mở dài hơn nha, cái độ mở này nó dài hơn đó. Anh em có nhu cầu xài liên hệ, dặn ra vô là thoải mái luôn, nhẹ nhàng, găng cỏ là còn đẹp ok các kiểu ha. Đó giá của nó là 300.000 nha. Đây tiếp theo nha, mỗi lết mã 7 nha, mỗi lết là dạng đứng nè, giá của nó là 150 thôi ha, 150 đó, 280 nè, size 280 nha. Lên xuống là thoải mái, đã nhả xét vệ sinh thì sạch sẽ hết, vậy nên chỉ xài thôi, cha dầu mỡ luôn rồi nha ha. Rồi giá của nó là 150.000 đồng nha, 150.000 đồng đó, hoạt động ok ha. Đó 150. Rồi size này cũng là mỗi lớp găng, giá của nó cũng là 300 nha. Mỗi lớp mã số 8 300.000, size của nó là 350, thương hiệu là Mitsubishi nha. Mitsubishi, mấy găng cỏ là đẹp hết nha nè ha. Rồi đây anh em xem nha, đây anh em xem găng ở đây ha. Găng ở đây, ở bên đây nha. Đó găng ở đây ha. Rồi lò xo chứ nãy giờ quên test lò xo, nhúng nhảy ok hết nha. Mấy cây này là nhúng nhảy ok hết, giá là 300 ha. Tiếp theo nha, cây này cũng vậy, lò xo nhúng nhảy ok hết. Mỗi lót mã số 9 em bán giá 400 nha, thương hiệu MCC nè. Size của nó là 450mm nha ha. Rồi găng cỏ ok ha, em cho anh em xem 400.000 đồng nha anh em ha, 400.000 đồng. Đó, anh em nào làm chuyện lớn mua ma mấy cái lớn, anh em nào làm chuyện nhỏ mấy cái nhỏ ha. Rồi ok ha anh em. Tiếp theo nha, em bán cái này trắng ton giá 180 nha. Trắng ton giá 180. Rồi 180.000 nha. Rồi tiếp theo em bán bộ ghép cành này nha, em bán cả bộ không có bán lẻ nha. Rồi giá này giá cả bộ ha, thầy mà không bán lẻ. Rồi, ok, giá nó là 600 nha, giá nó là 600. Anh em xem nha, đây ghép cành giá 600. Rồi có chữ ha, cây này cũng vậy nha, cái này cũng có chữ nha. Đó đây cạnh ha. Rồi cái này thì có vỏ bọc nha. Rồi đó cái này cũng có chữ nha. Đây rồi cái này thì anh em thấy lúc trước em bán thì mấy cái dây này nó không có đứt hết ha, chỉ có cây này là còn dây thôi ha, gia cốc luôn, có chữ nghĩa đầy đủ đó. Vậy anh em chỉ việc mài lại bán là ok, sửa lửa thẳng là ngon ha. Rồi ok nha, đây thêm cây nữa nè, cũng có chữ luôn ha. Bộ này là em bán 600 ha, bộ dao ghép cành. Tiếp theo nha, em bán kèm càng cua nha, kèm càng cua. Mã là mã kèm càng cua ha, giá của nó là 400 nha. Giá nó 400, đây cái kìm size nhỏ nè. Cây này cũng có thương hiệu top luôn nè nha anh em ha. Rồi một cây này thì cái găng này nó xéo xéo nè, chả biết nó bấm cái gì nha. À, cũng khá là độc lạ ha, khá là độc lạ. Trong đây thì có hai kìm khá là lạ nha. Cái này cũng vậy nha. Đây. Đó. Chân càng cua nè ha, đóng được nữa nè ha. Đó, chân này thì chân nhọn. Rồi, size càng cua này size càng cua nhỏ nè ha, có chữ. Đó. Đây. Ha. Nhổ đinh cạp cái nút đi này kia kia nọ là ngon lành nha. Hai cái này hai cái kẹp bẻ ton sửa ton nha. Rồi, hoạt động ok nha. Giá của nó là 400 ha. Giá nó là 400. Kèm càng cua nha, kèm càng cua 400 nha. Tiếp theo nha, em bán combo này là combo cưa và liềm ha, combo cưa và liềm. Thì cái này anh em mua về anh em mài vỗ rồi về lại xài nha. Giá của bộ này là 300 ha. Đó anh em xem, em sẽ cho anh em xem từ lưỡi cây cưa luôn nha ha. Rồi, giá của nó là 300, về anh em mài vỗ lại xài ha. Rồi đây. Thì anh em cứ về xài cưa cái công việc của anh em đi. Lục thì anh em thấy thả mài vỗ nha. Nói chung là ngoại hình của mấy cây này á
là nó hơi xuống cái màu bình thường, nó mới là nó trắng gì, ngoại hình của nó thì nó hơi xuống màu thôi, cho nên là em bán rẻ về cho anh em nha. Cái bộ này là 300.000, anh em có nhu cầu xài thì liên hệ nha ha, có nhu cầu xài thì liên hệ đó đó ha. Vậy anh em mà giũa chỉnh sửa lại xài ha. Cái này thì không có cán, giờ anh em chả cán ra cầm ha, đó cưa là gì ok luôn, ngon lành luôn nha, giật cành cây là cứng khừ luôn nha. Rồi đây cán lưỡi đây nha, răng đó ha. Rồi ok, đây đây ha, nó lềm nè, lềm thì được 4 cây nè, 2 cây răng cưa, 2 cây không nè ha. Đó lềm thì được 4 cây nha. Rồi đây 2 cây không này thì nó dài nha, đây đó ha. Rồi ok, tiếp theo bộ bay. Bộ bay này thì em bán giá là 200 nha. Bộ bay này em bán giá là 200 thì gồm có những cái gì? Gồm có bay với sủi nha. Bay với sủi thì ở đây em sẽ đưa từ từ cho anh em xem nha. Từ đây đi ha. Rồi. Sủi nè ha. Rồi, sủi nè. Rồi sủi nữa nè nha anh em ha. Rồi tiếp theo nha, bay nữa nè. Bay này mới chưa xài nữa nè. Ha, cái bay nhỏ ha, cái này bắt chỉ đi rảnh gì nè ha. Đó. Rồi ở đây em có hai cây sủi này thì nó xúc nè, người ta cuộn dây nó xài nè ha. Rồi với cây này cây gì em cũng không biết nữa ha. Rồi đây, rồi 200.000 cho bộ bay đó nha. Tiếp theo cái tế hàng rào này về anh em mài vỗ lại xài nha. Đó, nói mài vỗ chứ này trước mắt về anh em cứ cắt thử đi, không được thì anh em hả mài vỗ chỉnh sửa sau ha. Rồi giá của nó là 400.000 nha ha, 400.000 của cái tế hàng rào lưỡi nó đây. Rồi gồm có là 4 cây nha, 4 cây 400.000, như cây 100.000 ha. Anh em mua có điều kiện chuyển khoản đủ là em bao ship nha ha. 300.000 trở lên là em bao ship rồi ha, chuyển khoản đủ nha. Còn nếu như anh em ship code thì ở đây em không có bao ship nha. Cái này em nói trước nha, anh em nghe rõ giùm em ha. Chỉ với những đơn hàng chuyển khoản từ 300.000, chuyển khoản đủ trở lên là em bao ship ha. Rồi 3 cây lớn với 1 cây nhỏ nha. Rồi đó, cây này hơi ngắn hơn 3 cây kia ha, cho anh em xem lửa nha. Rồi giá của nó là 400.000 ha. Tiếp theo tới combo làm vườn. Combo làm vườn mã số 1 em bán giá là 350.000, combo làm vườn mã 1 nha, 350.000. Rồi mấy cái này cũng vậy, anh em về sử dụng ha. Nếu như chưa có cái độ bén nhất định thì anh em ưng ý của anh em thì anh em mài lại ha. Cái thằng này là siêu kỳ nè ha, cán này bột nhựa hai bên, khúc này cầm rất là im nha. Rồi ok, lưỡi đây ha. Này anh em cưa cành to to là ok, ngon lành nha. Rồi có chữ nhật đóng đây 3 chữ luôn nè ha, lềm đó, một cây lềm tên nét tiêu nữa nè ha. Đó rồi đó, cây cưa xếp nữa nè, cái sẻn nữa nè, cây cuốc mới chát nè ha. Rồi đó, một cây cưa xếp găng nè ha. Rồi rồi một cây cuốc nè ha, nó rất là ok luôn ha. Rồi cuốc găng với lại cuốc bằng nha. Rồi tiếp theo nha, bộ làm vườn mã số 2. Bộ làm vườn mã số 2 cũng bằng giá của nó là 350, anh em thích bộ nào lấy bộ đó ha. Rồi có hai cây liềm nha, một cây có găng cưa và một cây không có găng cưa nha. Rồi cây có ăn cưa đây, cây không ăn cưa đây ha. Rồi một cặp liền nè, củ đất thì gần có 3 cây nè ha, nhỏ lớn size thì đủ nè ha. Có cái là cán này anh em thấy nó hơi cùi xíu thôi ha, đây ha, đó cái này nó rất là dày luôn ha. Đó rồi tiếp theo nha, một cái cây cưa xếp nè, găng đây ha. Đó này chết mát ha. Rồi một cái cây cưa thẳng nè ha, 350.000 bộ, anh em thích bộ nào cứ việc lấy bộ đó ha. Rồi chưa thích thì hẹn clip sau. Dạ rồi ok ha. Đó đây nha, sẵn xúc cát nè ha, đó xúc rơm. Rồi thêm một cái cây liền khá dày nữa nè, đó giờ anh em mài lại xài ha, giật nó chuối rồi gì đó thì tùy ha, cán hơi xấu. Rồi ok, tiếp theo tới bộ cuốc nha. Bộ cuốc đất cát làm vườn đây, làm nương làm rẫy nha. Đây bộ cuốc này giá là 350, còn có 3 lưỡi cuốc
nha, chỉ có 350.000 thôi, anh em chuyển thẳng bao ship, vậy anh em lấy cây anh em tra vô rồi xài ha. Đó, lột anh em mài xương nhẹ cái là được rồi ha, giá 350. Đó, anh em xem nha, bộ làm vườn nha, đây bộ cuốc nha, cuốc mã số 1 nha. Đó, vậy anh em cuốc đất cát nha, đây anh em tra cán vô xong rồi bắt ốc lại cái nữa là cứng khờ luôn, không có bị dột nha, họ đã chế sẵn rồi, vậy anh em chỉ cần kiếm cán đút vô là xài thôi. Cuốc này cũng khá là lớn nha ha, đất cứng như vậy, cái này cuốc phát một nha. Rồi độ bán thì anh em về mày thêm ha. Rồi giá nó là 180, cuốc mã số 2, rất là dày dặn và sắc trắng nha ha. Hàng này là hàng làm thủ công bả nha, thép rất là tốt. Rồi ok, tiếp theo cuốc mã số 3 em bán giá là 250 ha, 250 như vậy nha anh em xem nè, khá dày dặn chắc chắn luôn nè ha. Vậy anh em tra cán giống thứ này nè, nó là ok, giá của nó là 250.000 ha. Đó, tiếp theo nha, em bán cuốc mã số 4, cuốc này rất đẹp luôn, anh em vừa xài sưu tầm cũng được nha. Này giờ anh em chà sạch sẽ ra ha, nó sơn nó sơn đen lại nhìn rất ngầu luôn ha, cuốc này rất đẹp. Rồi giá của nó chỉ có 300.000 thôi ha, anh em có nhu cầu xài thì cứ việc liên hệ. Rồi tiếp theo nha, cuốc mã số 5, giá của nó là 220 ha, 220 đây nha, đây 220.000 cuốc đó, trang giá 220.000 nha. Bộ này tiếp theo nha, bộ này bộ rút lõi bê tông nè, bộ này bộ rút lõi bê tông gồm có 3 lưỡi nha, em sẽ đưa từ lưỡi cho anh em xem nha, giá của nó là 900.000. Rút lõi bê tông giá của nó là 900.000, gồm có 3 mũi nha. Này thì anh em có mũi khoan, nó có găng bắt vô đây nha ha. Này rút lõi, đây rút lõi bê tông này em bán giá là 900.000 nha. Đây răng này nó 1 2 3 4 5 6 ha, 7 răng này thì nó không có gớt nha, răng này là răng nó rất là cứng nha ha, rất là cứng mới rút được bê tông ha, giá của nó là 900.000. Rồi tiếp theo nha, cái lưỡi này thì nó gớt mẹ nó hết răng rồi ha, chưa có đi trồng bắt sọc xứ lại nha. Rồi ok, đây ở đây được cái 3 răng nha, mất hết răng đây. Rồi ok nha, đây cũng xài chung lỗ răng đó ha. Rồi tiếp theo nha, đây cũng xài chung lỗ răng nhận vô nha ha. Rồi rút lõi, nãy giờ quên đo kích thước cho anh em ha. Rồi nó cũng đây, nó cũng còn đủ răng nha, 1 2 3 4 nha, 4 cái răng đó, 5 cái lận, 5 cái răng nha, cũng còn đủ răng ha. Rồi cái bộ này là 900 nha, anh em có nhu cầu làm điện lạnh hay là gì đó, rút lõi phân tường rồi gì đó thì anh em lấy nha. Rồi tiếp theo nha, em bán cái len này thì em bán giá là 350.000, len này em bán giá là 350.000 ha. Len này thì nói chung á, anh em vừa xài len vừa xài cốt được nè, anh em muốn xúc cát á, thì anh em xúc nha, này xúc ha. Anh em này muốn mổ đá sỏi gì đó thì anh em mổ nha, thì muốn đổi tư thế á, thì đây anh em bóp cái này vô, bóp hai cái nút bên hông nè ha, bóp hai bên vô rồi anh em khỏ cho nó chạy qua nha, cái này thì nó hơi cứng, cho nó trở lại đi, bóp cho nó hơi sâu chút xíu ha. Cái này là cái viên bi này thiết kế nó hơi cứng cho nên là một lúc mình chuyển nó hơi khó khăn nha anh em ha. Rồi xúc gác nha anh em bán giá là 150.000 nha, xúc gác ha, bán giá là 150. Đây cái phần trước này nó có thiết kế cho anh em là cái miếng nhựa nha, đây nó thiết kế cho anh em cái miếng nhựa. Rồi giá của nó là 150.000 ha. Rồi tiếp theo nha, bông cước mã số 1 em bán giá là 150.000 nha. Bông cước này thì anh em sử dụng máy mài, anh em dặn trực tiếp vô máy mài để mà cái này thì lỗ ốc này nó hơi nhỏ, anh em mài thôi.
giá 150 nha anh em ha. Con cước mã 1 giá 150. Cước này là cước hao nha, cước này cước hao, để em dặn trực tiếp vô máy mài thứ ra vừa. Đó thì anh em xài, anh em dặn trực tiếp cho máy mài bằng cách này nha anh em ha. Rồi ok, đó giá của nó là 150.000 nha, do cước này là cước thao nha, cước thao nha. Rồi giá của nó là 150. Tiếp theo nha, bông cước này là cước thép bình thường nha ha. Thì đây em bán giá là 100 nha ha, 100. Đó anh em có nhu cầu xài thì liên hệ nha, cũng dặn trực tiếp vô máy ha, 100. Tiếp theo nha, bông cước mã 3 giá của nó là 100 ha, giá của nó là 100 đây. Đó cái này thì cái lỗ găng này hơi lớn nha, anh em gắn vô máy lớn nha ha. Rồi giá của nó là 100 nha. Rồi tiếp theo nha, kéo, kéo em bán giá là 350 nha, kéo em bán giá là 350. Đó mấy kéo này thì anh em cắt giấy là gì ok ngon lành hết nha ha. Rồi kéo này anh em cắt giấy thì anh em về anh em mài thêm ha. Đó mấy cái này cắt giấy ok hết ha. Rồi ha. Đó này cây kéo giấy nè, 350.000 bộ này nha anh em ha, 350.000. Đây 350.000. Tiếp theo nha anh em, cái cần cộng nha, cần cộng này em bán giá là 100.000 cần ha. Rồi đầu này là 21, 23, 17, 19 ha, mấy cái đầu này là nguyên vẹn hết nha, không có tét không bể gì hết ha. Rồi đây 100.000 một cần ha. Tiếp theo nha, bóng ghim, bóng ghim thì cái này hôm trước em thử rồi, hết ghim rồi. Rồi cái này hoạt động ok nha, giờ anh em có thể mua ghim để vào ha. Bóng ghim này á là cái đó ghim bấm, ghi lại bấm game mã số 0 đi. Bấm game mã số 0 em bán giá là 200.000 nha. Rồi bấm game mã số 0 em bán giá là 200.000 nha em ha. Rồi bạn ok ha, thương hiệu mát ha, thương hiệu mát. Rồi đó 200.000 đồng bấm ghim mã số 0 nha. Tiếp theo tới bấm ghim mã số 1 giá của nó là 200.000 đồng ha. Đó mấy cái này thì em test ok rồi, bấm ok ngon hết rồi nha anh em ha, hoạt động ngon hết. Này bấm ghim hơi lớn nè, thương hiệu mát nè, 35A nè. Cái cây này thì sản xuất tại Đài Loan nha, made in Taiwan nè. Cây này thì Japan nha, đúng Japan ha. Cây này thì Malaysia nha, cái này nó cũng đủ nước hết trơn, mấy cái này nhu yếu phẩm thôi ha, chuẩn nhích Nhật nha, thương hiệu mát. Cái này made in Japan nha. Rồi cái này made in Japan luôn ha, nó hơi mẻ mũ như trước một xíu nhưng mà hoạt động ok nha. Rồi cái này sản xuất tại Việt Nam luôn nha, made in Việt Nam xuất Nhật luôn nha. Rồi đó bấm ghim mã số 2 em bán giá là 200.000 ha. Thì sẵn đây em cũng nói luôn mấy cái hàng này á là cái nào nó có để xuất xứ ở đâu thì đây em có nói rõ, chứ em cũng không có mà có đủ thời gian để mà mua mấy đồ trà trộn Trung Quốc hay Việt Nam gì vô đây để bán cho anh em nha ha. Cái này em nói rõ luôn ha, thương hiệu là mát nha. Đây con này thì sản xuất tại mát Japan nha, có chữ nhích Nhật ha. Rồi cái này thì nó chữ Nhật không hả ha. Rồi cũng mát luôn, cái này cũng vậy, chữ nhích Nhật mát nha. Cái này cũng mát luôn nè ha, 200.000 đồng bịch ha, anh em muốn lấy bịch nào lấy, con này không thấy. Rồi cái này thì hơi mẻ cái mỏ đây chút xíu nha, cũng Japan luôn ha. Cái này cũng Japan nhỏ mini ha. Rồi tiếp theo nha anh em, tới đồng hồ gió đá ha. Đồng hồ gió đá thì đây em không có bình gió đá, không có bình ga cho nên không có bao sóng cho anh em được, tại không có thử không bao được nha. Giá nó là 300.000, anh em nào mua về anh em thử nha, giá nó là 300 ha. Đó rồi anh em có nhu cầu xài thì cứ việc liên hệ, 300.000 đồng ha. Rồi tiếp theo nha, tới bộ kéo ton, bộ kéo ton này thì 350.000 nó, về anh em cứ việc xài chưa có bén thì anh em mài lại ha, giá 350 đây ha. Một cây size lớn nè, đây này thì mắc còn so nha ha. Đó mỏ cong, đây thì còn so nè, cái này mỏ cong nè ha. Đó
ha. Rồi cái này mở thẳng nha, mở thẳng. Rồi cái này mở cong nha, ha. Rồi giá nó là 350 ha, 350 nghìn. Tiếp theo đó bộ bạc đạn nha, bạc đạn này một đạn cũ nha. Giá của nó là 400 ngàn nha, bộ bạc đạn cũ giá của nó là 400 nha. Đây ha, đây có mã nè, 6306 nha, 6306 đây ha. Rồi đây ha, đây ha, đó bạc đạn lớn thì giống mã nhau nha, này 6310 ha. Rồi tiếp theo nha, cái đuôi chuột, đuôi chuột thì cũng đã vệ sinh sạch sẽ, hoạt động ok hết, 100 ngàn một cái nha, 17-21 nè, 2 triệu ok không lành nha. Đó, chó nhảy tốt, miệng còn tốt nha. Đuôi chuột mã 2 cũng vậy nha, 100 ngàn, cái này đuôi thẳng nha, 21-17 luôn, thương hiệu top nha, hoạt động ok nha. Ha, tiếp theo đuôi chuột mã 3 nha, em bán giá là 100 ngàn luôn ha, cũng đã vệ sinh vô dầu mỡ đầy đủ, 17-21 luôn nha. Đó, tiếp theo đuôi chuột mã 4 nha, em bán giá là 100 ngàn luôn ha, 21-17 ha, hoạt động ok nha. Tiếp theo đuôi chuột mã 5 em bán giá là 100 ngàn nha ha, 26-21. Rồi tiếp theo đuôi chuột mã 6 em bán giá là 120 nha, đuôi chuột mã 6 120, 26-21 luôn nha nè ha. Rồi tiếp theo nha, đuôi chuột mã 7 em bán giá 120, 26-21 luôn, thương hiệu top ha, còn khá mới, còn đi sơn nha. Tiếp theo nha, đuôi chuột mã số 8 em bán giá là 100 ngàn, đuôi chuột 35 nha, đuôi chuột 35. Rồi chạy một chiều nha, hai bên là số 35. Tiếp theo đuôi chuột mã 9 em bán giá 200 ngàn nha, 17-19, hoạt động ok nha, chó nhảy ok ha, đau chiều. Rồi tiếp theo nha, cảo ép mã số 1 em bán giá 200, một cây còn nấm, cây gớt mất nấm nha, hai cây hoạt động lên xuống ngon lành hết, ok ngon lành hết nha. Đó, rồi giá của nó là 200 ngàn cho cặp cáo ép này nha. Tiếp theo nha, cặp cáo ép mã 2 em bán giá là 400 nha ha. Rồi 150-60 xanh kỳ nha ha. Rồi hai cái còn nấm đầy đủ hết nha. Đó, rồi hoạt động ok hết, giá của nó là 400 ngàn nha, giá nó 400 ngàn. Tiếp theo cáo ép mã số 3 em bán giá là 500 ngàn ha. Cặp cáo ép này, cặp cáo ép này là 200 gạch nói 80 nha, 280 nha. Đây, 280 ha. Rồi, nấm thì còn đầy đủ hết nha. Cây còn bảo vệ nhựa luôn nè ha. Rồi, cặp này thì 500 nha. Rồi, tiếp theo em bán móc mã 1 nha. Móc mã 1 đủ các loại móc luôn nha ha. Đây, móc tấn 25 Kito nè, đó. Rồi, móc an toàn nè, hai cây móc an toàn rồi nè. Cây móc này thì nó có móc dây luôn nha, móc dây luôn. Đây, có dây nha. Rồi, rồi đó, móc này giá là 320 ngàn nha, bộ móc này 320 nha nha, 320. Móc mã 1. Tiếp theo móc mã 2, móc này khá là lớn nha, rất là nặng nha, giá của nó là 400 ngàn. Đây anh em mở chốt lên, thọt con kia ha. Rồi để dây trong đây, càng dịch là càng nặng nha, càng dịch là càng dính chặt vô đây ha. Rồi giá của nó là 400 ngàn nha, móc này em bán giá 400 nha. Rồi Kito luôn nha anh em, Kito luôn nha. Tiếp theo nha, móc mã 3, móc mã 3 này em bán giá là 300 nè ha. Con này thì chịu trọng tải được 500 kg nha, móc kéo 500 kg ha, Nature nè ha. Đây thì em sẽ hướng dẫn anh em sử dụng nha. Đây, đây là anh em gịch ra thì nó sẽ gài cái mỏ này xuống ha. Đó, cái phần mình cần kẹp ra ở đây ha. Rồi để vô ha, mình gịch gì nó sẽ kẹp mỏ này xuống nha. Đó, gạch càng ngày càng chắc nha, đây nó có phần lò xo chịu con chó lại ha. Giá của nó là 300 ngàn nha, 500 kg. Tiếp theo nha, em bán 4 cái cân này giá là 400 ngàn nè ha. Cân này 20 kg nè, cân này thì 7 kg nè, cân này thì là 5 kg ha. Đó, rồi mấy cân này hoạt động hết nha nè, ok hết nha. Đây ha, cân này hoạt động ok hết. Đó, rồi 3 cái cân giá 400 ngàn nha. Tiếp theo nha, em bán đá mài cà rem nha, đá mài cà rem này thì anh em kẹp vô trong máy khoan nha. Đó, kẹp vô trong máy khoan ha. Đó, kẹp vô trong máy khoan. Đó, ba viên đá này là chưa sử dụng nha, giá 150 ngàn nè, ba viên đá nha ha, 150, ba kiểu khác nhau nha. Rồi tiếp theo cái tông đơ nha, cái tông đơ này thì em bán giá là 150 nha ha, tông đơ này em bán giá là 150.
Đây thương hiệu của nó nằm phía dưới này nha anh em ha. Rồi con nó thì hiện trạng gãy hết hai găng này nha, hai găng ở hai bên bìa nè ha. Đó rồi hiện trạng gãy hết hai găng, giá của nó là 150.000 ha, còn nhấp vô ra ngon lành nha ha. Tiếp theo nha, dao mã số 1 em bán giá là 300.000 nha. Dao này đã được mày bán, anh em mua về chỉ gì sử dụng thôi. Dao này thương hiệu Kai, Thái Lát rồi gì ok nha, Made in Japan nha, giá là 300.000. Tiếp theo dao mã 2 nha, em bán giá là 300.000 ha. Dao mã 2 em bán giá là 300.000. Dao này cũng đã được mày bán nha. Cây nào đã mày bán em nói mày bán rồi, cây nào chưa nói chưa. Dao này dao thép kẹp nha ha, 300.000 đã được mày bán, anh em mua về sử dụng Kai ha, Made in Japan luôn ha. Tiếp theo nha, dao mã 3 em bán giá là 300.000 luôn ha, cũng đã được mày bén ha, mua về chỉ gì sử dụng thôi. Thép này cũng vẫn là một cái heo thép kẹp nha ha, Kai Made in Japan ha. Rồi dao Thái Lát rất là bén nha. Tiếp theo dao mã 4 em bán giá là 300 nha, con này cũng là con Kai nha, Made in Japan luôn ha, Made in Japan luôn. Tiếp theo nha, em bán dao mã 5 em bán giá là 300.000 luôn, một con Kai nữa ha, một con Kai nữa ha. Rồi đã được mày bén luôn. Tiếp theo nha, em bán dao mã 6 em bán giá là 400.000 ha. Đây chỉ nhật có đầy đủ nha anh em xem, đã được mày bán luôn ha, đã được mày bán ha, anh em có nhu cầu xài liên hệ một cái dao thép kẹp nha. Tiếp theo nha, dao mã 7 cũng vậy, đã được mày bán em bán giá là 400.000 ha, em bán giá là 400.000 đó, anh em có nhu cầu xài thì cứ việc liên hệ ha, chủ nhật rồi đầy đủ ha, giá của nó là 400.000. Dao mã số 7. Tiếp theo dao mã số 8, dao này chưa mài nha, dao này chưa mài ha, anh em mua về tự mài ha, giá của nó là 200.000 đó. Tiếp theo dao mã 9 em bán giá là 200.000 luôn nha, dao này cũng chưa mài ha, anh em mua về thì tự mài ha, giá là 200.000. Tiếp theo nha, em bán dao mã 10 em bán giá là 250.000 nha, cũng chưa mài, anh em mua về thì tự mài ha, giá 250.000 dao mã 10. Tiếp theo nha, em bán combo dao về anh em hư cán làm cán, hư lưỡi anh em mài lưỡi nha. Cái này là dao này về anh em tự làm tự binh biến lại ha, giá nó là 1.000.000 cho bộ dao này nha, anh em có nhu cầu xài liên hệ nha, 1.000.000 rồi. Một cái dao bản vuông nha ha, cái dao bản vuông rồi, một cái dao xếp nha, mà trước này là ăn thưa hết trơn ha. Rồi anh em về chế tác lại một cái lưỡi dao đề ba nha, lưỡi dao đề ba. Rồi con dao bầu nha ha. Rồi một con dao đi gần nè đó, dao sinh tồn ha. Rồi dao này khá dài Thái Lát nha. Rồi con đề ba mini nữa nè, chữ nghĩa đầy đủ nha. Rồi một con Kai nha, hư cán ha, con Kai hư cán. Rồi cái này thì mất cái chụp đầu chặn đầu thôi ha. Rồi đây bộ này thì em bán giá là 1.000.000 nha, anh em cứ xem tham khảo, ví dụ như được giá thì anh em mua ha. Rồi rồi ha, đây thêm một con dao nữa ha, đó con dao thái nè, lóc gân đồ gì nè đó. Rồi thêm mấy con dao nhỏ nữa nha anh em ha, mấy con dao nhỏ nữa, Zaman nè ha, dao này dao ship được nha, dao cán cam đó, cái này cái lưỡi không nha. Rồi cái dao cắt bánh kem của Đức luôn nha ha. Rồi bít to inox nè, cái này của bít to nè, bộ này 1.000.000 nha em, combo dao là 1.000.000. Tiếp theo nha anh em, kìm cót, kìm cót mã số 1 em bán giá là 100.000 đó, anh em tiện dụng thì anh em xài mấy cái kìm cót nhỏ gọn này ha, chắc dây bấm cót xe dây ha, giá của nó là 100.000. Cót mã 1 cót mã 2 vậy cũng 100.000 ha, cũng độ tiện lợi thôi ha, tuốt dây cắt dây xe dây bấm cót tròn bấm cót trẻ ha. Rồi 100.000 cót mã 3 100.000 ha, nó nước sơn thì ok ngon lành hết nha, 100.000 đó, tuốt dây cắt dây xe dây ha, bấm cót tròn cót trẻ ha. Rồi kìm cót mã 4 nha, 400.000 nha, anh em có nhu cầu xài liên hệ ha. Cót này cót maple miệng rồi gì ha, màu cũng rất đẹp nè anh em xem nha, đó rất mới, cái này rất mới nha, 400.000. rồi đây chó nhảy ok ngon lành nha đó. Rồi tiếp theo nha, cót mã 5 ha, 100.000 nha anh em, cót mã 500.000 cũng vậy ha, tuốt dây cắt dây xe dây cót tròn cót trẻ nha, giá 100.000. tiếp theo cót mã 6 ha, 300.000 ha, cái này 300.000 của Izumi nha đó, cái này ba lỗ tăng đưa nè, 1, 2, 3 nè ha. Rồi giá của nó là 300.000 nha, anh em có nhu cầu xài liên hệ. Tiếp theo cót mã 7 ha, 700.000, ủa 400.000 nha, cót mã 7 400.000 ha. Đây anh em có thể chỉnh được ba cái nè, 1, 2, 3 nè ha, lỗ này nó chỉ là trên lệch chút đỉnh thôi ha. Rồi
anh em xem nha, cây này rất nặng, rất ok nha, hàng cũng độc lạ. Đó. Tiếp theo nha, em bán code mã 8 450.000 ha, 450.000 của Izumi nha. Ha, đầu rất lạ luôn ha. Rồi ba cỡ ABC nè, giá của nó là 450.000 nha, anh em có nhu cầu thì liên hệ. Tiếp theo code mã 9 em bán giá là 250.000 nha. Mã 9 giá 250.000 ha. Đó. Đây. Chứng code nó đây ha. 250.000. Tiếp theo code mã 10 nha, em bán giá 400.000 nha. Cái này cũng của Izumi nha, rất là mới. Anh em xem ha, rất mới. Đó. Rồi. Tiếp theo nha, em bán bộ giao tiện. Bộ giao tiện này thì anh em mua có liên nhu cầu thì liên hệ, giá 400 nha. Đây. Đó, giao tiện. 400.000 nha. Rồi. 400.000 của bộ giao tiện. Tiếp theo tới đầu điếu nha, đầu điếu lớn số 1 em bán giá là 850.000, điếu lớn số 1 em bán giá 850.000 nha. Hàng này Đài Loan xuất Nhật, mới hoàn toàn chưa sử dụng nha, thép đen nguyên khối nha. Đây, thép đen mới hoàn toàn sử dụng ha, made in Taiwan, sản xuất tại Đài Loan, xuất thị trường Nhật. Rồi lỗ vô này, lỗ vô ha, 1 inch, tức là 25 ly đó ha. Nó ra là 41 với 21, 41 ngoài này 21 là lỗ vuông nha. Ở này tắc kê 2 tầng nha. Rồi cái này thì nó ra là 35 và 17 nha anh em, 35 và 17 ha. Tiếp theo nha anh em, cái này là 38 và 20, 38 20 trong nha. Rồi. Tiếp theo nha, 41 và 21 nha, 41 ngoài này 21 phía trong nha ha. Rồi. Anh em muốn mua lẻ mua, mua nguyên bộ mua ha. Một số lượng nhiều cũng có luôn, 38 19 nha ha. Rồi. Tiếp theo nha anh em ha. Điếu lớn mã số 2, giá của nó là 480.000 nha. Điếu lớn mã số 2, em bán giá là 480.000. Cái này là 1 inch nha, này cũng Đài Loan xuất Nhật, mới chưa sử dụng nha, một hộp này tới 4 năm đầu luôn ha. Rồi cái này là 17 ly nha, ra lại lỗ vuông là 17 ly nha ha. 1 inch ra lại 17 ly ha. Rồi còn cái này là ra lại 19.5 ly nha ha. Cái này thì ra lại của nó là 17.5 ly lỗ vuông nha. Rồi 20 ly. Cái này thì 21.5 nha, nó lỗ vuông 1 inch trở lại 21.5 nha. Đó, bộ này là như vậy ha. Rồi. Tiếp theo nha, cái này cũng vậy. Cũng là hàng Đài Loan xuất thị trường Nhật nha, mới hoàn toàn chưa sử dụng nha. Đầu điếu lớn này mã số 3, bán giá là 780.000 nha. Đây, điếu lớn này 41 đây ha, 41 nha. Đây, lỗ vuông thì 1 inch ha. Đó, 41, 6 cạnh, 33, 6 cạnh, 38, 6 cạnh, 35, 6 cạnh, 32, 6 cạnh, 36, 6 cạnh, 27, 6 cạnh nha anh em ha. Rồi tiếp theo bộ này là bộ mani ha, bộ mani tất cả được vệ sinh sạch sẽ, chai dầu mỡ ha, ngon lành đó, dặn ra vô thoải mái, size nhỏ là được 2 con ha, size lớn được 2 con, 2 con, một con dặn kiểu này, con dặn kiểu ốc nha. Rồi giá của nó là 300.000 ha, bộ mani, anh em có nhu cầu xài thì liên hệ với em. Tiếp theo nha, con đe sừng trâu, đe sừng trâu này á, thì nó bị mẻ hết gốc nha, đây anh em xem nha. Đó, con này hiện bán giá là 350.000 nè ha. Đó, 350.000. Tiếp theo nha anh em bán cặp kèm khoe nha, cái trong cái ngoài ha. Rồi mỏ thẳng cái mỏ cong nha, giá là 300.000 nha. Cái mỏ thẳng cái mỏ cong giá là 300.000, thương hiệu top nha. Thương hiệu top ha, có lò xo nè ha. Đây, cái này không có lò xo nha. Rồi kèm khoe này em bán cặp này giá là 300 ha. Tiếp theo kèm mã 1. Rồi kèm mã 1 giá 300 nha. Rồi, cây này tốt dây thì là tức là tốt cái cọng dây này nó cứ bị tuột hoài nha. Cái này anh em coi lại nha. Rồi dây này dây lớn nha. Đó, cái nào thì nó rõ nha. Rồi, cái cắt này thì nó có mẻ mỏ nha. Đó, có mẻ mỏ ha. Thương hiệu là Mabel ha. Một cây kìm nhọn nha. Một cây kìm nhọn, một cây kìm răng ha. Và một cây kìm cắt nha. Cắt nhựa, cắt dây đồng ok nha. Tách vỏ là ok, vít to ha. Rồi tiếp theo kèm mã 2, giá của nó là 350.000. Kèm mã 2 giá 350.000 nha. Đây, kìm cắt nha, kìm cắt size lớn luôn, thương hiệu Mary nha. Lưỡi nó đây ha. Rồi, tiếp theo một cái kìm điện ha. Nó Fuya nha, Fuya. Rồi, tiếp theo một cái kìm cắt chân linh kiện, tiếp theo một cái kìm mỏ xéo nha. Rồi, tiếp theo là một cái kìm nhọn ha. Rồi.
Tiếp theo bộ kèm mã số dính tay à. 3 nha anh em, giá của nó là 350.000 ha, kèm mã 3, giá của nó là 350.000. Thì gồm có một cây kèm găng của Mỹ nha, dưới tay nha. Rồi một cây kìm Mary nha, kìm cắt ha, mẻ mỏ trước, anh em mày bằng lại xài nha. Rồi một cây kìm mỏ xéo nè, ha. Rồi một cây kìm cắt chân linh kiện. Đó, một cây kìm nhọn nha, một cây kìm nhọn. Đó, và một cây kìm gấp ha. Đó, nhỏ gọn. Tiếp theo nha, kìm mã số 4, giá của nó là 350.000 luôn ha. Rồi một cây kìm nguội size lớn ha, miếng thép còn đẹp ha. Rồi một cây kìm phui da nha, đó, cây kìm phui da. Đó, rồi một cây kìm mỏ xéo nha, một cây kìm mỏ xéo ha, một cây kìm cắt nha, tri bách ha. Rồi một cây kìm cắt nhỏ mini ha, top man. Rồi tiếp theo nha, kìm mã số 5, em bán giá là 200 ha, 200. Gồm có một cây kìm quạ thương hiệu top ha, răng đỏ có sử dụng nhưng vẫn còn ok nha. Rồi tiếp theo một cây kìm bro ngắn top ăn được hai khớp ha. Tiếp theo một cây kìm lotter size lớn nha. Rồi tiếp theo kèm mã số 6, giá 150. Đây cây kèm này thương hiệu super nha. Đây cái này là nó có giúp dẹp nha, răng này cũng có xài, răng này cũng có xài. Đó nhưng mà cũng còn ok nha anh em ha, răng này cũng có xài cũng còn ok nha. Một cây kèm pro nha. Đây. Rồi, một cây kèm pro nhỏ nè, thương hiệu Sankey nha. Rồi, tiếp theo nha, kèm mã số 7, em bán giá là 150 nha. Anh em có nhu cầu xài thì liên hệ ha, 150. Một cây kèm quạ nha, ha. Rồi, một cây kèm pro thương hiệu Lotto nha, ha. Lớn, một cây kèm nhỏ Toyota nha, ha. Cũng có hai cấp nâng hạ luôn ha. Rồi, tiếp theo nha, em bán cây kèm mã số 8. Kèm mã số 8, hàng độc lạ nha, giá là 450.000, anh em có nhu cầu xài liên hệ. Ở đây anh em kẹp cắn vẫn được nha, ở đây cũng vậy luôn ha. Đó, này là dạng giống như cái mỏ quạ vậy đó ha, giá là 450 nha anh em, hàng này giống như là hàng Mỹ vậy đó ha anh em ha. Đây. Thương hiệu của nó đây nha anh em. Đó, nhà máy của nó đó ha. Rồi. Thì ở đây á, là cây này á, em bán giá là 450. Đây em sẽ mở ra cho anh em thêm nha. Cây này khá dài, dài khoảng 6-7 tấc. Đây, thì mở miệng ra thì nó như vậy nha. Rồi anh em cắn lại ha. Đó, cắn lại miệng dưới khép lại, miệng trên khép lại, anh em thấy nha. Đó. Rồi, giá của nó là 450 nha. Anh em có nhu cầu xài thì liên hệ. Tiếp theo nha anh em. Em bán cặp cẩu C số 1 giá là 290 nha. Cẩu C số 1 giá 290. Đây 290.000, hai cây đúc khá là đẹp nha, đúng còn đầy đủ. Size là 50 nha, thương hiệu này Lotter nha ha. Cây này thì cái cây này em để thêm cho anh em cho dễ xài ha. Rồi. 290.000. Rồi cẩu C mang mã số 1 nha anh em. Có cẩu C, có cẩu F, anh em mua cẩu thì nhắn đúng mã anh em nha. Tiếp theo nha, cẩu C mã số 2. Cẩu C mã số 2 em bán giá là 250 nè ha, cặp này 250. Một cây cảo đúc, một cây cảo ép nè ha. Đó. Cây cảo ép này là Japan luôn nha, size 63mm nha. Cây này thì 100mm nha, còn nấm hoạt động ok, khá mới luôn ha. Hoạt động ok, ngon lành nha. Đó, cặp này thì em bán giá 250, cảo xe mã 2 ha. Tiếp theo cảo xe mã 3, em bán bộ 3 cái, giá của nó là 700.000 ha. Anh em có nhu cầu xài thì liên hệ. Made in Japan luôn nha, thương hiệu Lotter 75mm. Cái này super 75mm, cái này thì không có tay nha, có hai cái có tay. Rồi cái này còn mới chát chưa xài luôn, thương hiệu super, còn nước sơn đồ gì đầy đủ tem luôn ha. Giá là 700.000 ha, 3 cây. Tiếp theo nha, em bán cặp này ha, cậu C mã số 4, em bán giá là 850 ha. 850 cặp này ha. Rồi, Made in Japan hết, thương hiệu Lotter, size của nó là 150. Núm thì còn đầy đủ, hoạt động ok, ngon lành hết nha. Lên xuống là gì ok hết ha, giá 850.000. Tiếp theo nha, em bán cặp cậu C mã 5, giá của nó là 300.000 ha. Rồi cây lớn cây nhỏ, cây nhỏ này cũng đúc luôn ha, cây lớn cũng đúc luôn, nhỏ thì khỏi ra ban nha, cây lớn thì không có, cây lớn 100mm, còn cây nhỏ của nó là 1/2 nha. Rồi ok ha, núm còn đầy đủ. Tiếp theo nha, em bán đầu điếu.
em bán đầu tép, tép mã số 1 nha, em bán giá là 300.000. Thì đầu này đầu 38 nè, đầu vô là cần hay là máy coi nè là 38 nha. Rồi đầu ra của nó là cái bông mai này nè ha. Rồi cái này thì là của mình top 12 ly nha, dài ha. Cái này thì lục giác 8 ly của KTC nha. Cái này đầu nói từ 38 xuống 1/4 nha. Còn cái này là ba ke nha ha, 38 là ba ke. Cái này là thêm một cái đầu nói nữa nè. Ở đây bộ này thứ ba cái đầu nói lần nha anh em ha. Rồi cái này Asahi nha, 6 ly nè, lục giác 6 ly. Cái này là Kinlay nha, Kinlay, cái này là bông mai 30 nha, bông mai 30 có lỗ nha. Rồi ok, cái này là cũng là 8 ly luôn nha ha, 8 ly. Cái này là bông mai 9 ly nha, không có lỗ nha, V9 nè ha. Rồi, cái này thì cái đầu nói ra dít á ha anh em, mũi dít á. Rồi. Còn cái này là mũi trừ nha, 7 ly ha. Còn cái này là Kinlay nữa nè, Kinlay này thì lục giác này mấy đây không thấy ghi. Đây 10 ly nha anh em, lục giác 10 ly nha. Rồi, tiếp theo, đó là đầu 38 nha anh em. Cái này cũng là đầu 38 đó nè, cần hoặc máy của anh em 38 mà vô được bộ điếu này nha. Tiếp mã 2, em bán giá là 150 ha. Rồi có đầu này 21 dài nè ha. Rồi, cái này là hệ phần nha, hệ phần nha, 15/16 nè. Rồi cái này 5/8 nè. Cái này là 3/4 nha. Cái này là 9/16 nha. Mấy cái đầu này khá là đẹp nha anh em ha. 7/16 nè. Đó. Rồi 3/8 nha, 3/8. Này 1/2 nha. Cái này đầu nói rồi 3/8 1/4 nha. Tiếp theo nha, em bán bộ tiếp mã số 3 nha. Rồi bộ tiếp mã số 3 em bán giá là 300.000. Anh em có nhu cầu thầy thì liên hệ. Tiếp này Hero 19mm nè ha, 22mm Kinlay nè ha. Cái này Japan nha, Japan mà mấy mili đây, 14 nha anh em, 14. Cái này 11mm có Japan luôn nha. Cái này dài 10 ly ha. Cái này 19mm, này 21mm nha. Cái này 16mm. Còn cái này là 12 nha. Cái này 13 ha. Còn cái này thì là 10mm nha. Rồi ok, tiếp theo bộ mã tiếp số 4 nha, vẫn là đầu 38 nha, đầu máy hoặc là cần 38 nha. Giá của nó là 300. Tiếp mã 4 nha, có 17mm KTC nè, 14.5mm KTC nè. Cái này 19mm KTC, 22mm KTC nè. Cái này là 17mm KTC nè. Cái này là 24mm của thằng Ton nha. Cái này là 17.5mm nè. Đó, cái này là 21mm nè, của KTC luôn nha anh em ha. Đó, quay 35 nha. Rồi, tiếp theo bộ tiếp mã số 5, giá 2,5. Máy và cần cũng là 3/8 luôn dùm em ha. Này là 21 dài nè. Cái này là 17mm nha. Còn cái này 13mm. Cái này 12mm. Cái này là hãng chà rơm nha, 19mm. Đầu nói từ 38 xuống 1/4. Chà rơm này 14mm nè. Còn cái này là 11mm nha. Còn cái này 10mm ha, 10mm. Rồi, tiếp theo bộ tiếp này là tiếp mã số 6, giá của nó là 400.000. Đầu vô của nó là 1/2 nha, cần gọi là máy 1/2 dùm em nha. Cái này là 11mm nha. Cái này là 21mm nha, 21mm dài nha. Cái này 24mm. Cái này là 14mm nha. Còn cái này là 10mm. Cái này 19mm. Cái này là 22, 27. Cái này 26 nha. Cái này là 17. Ok, tiếp theo nha, bộ đầu tiếp này là 1/4 nha. Đầu vô máy hoặc cần 1/4 dùm em nha. Tiếp mã số 7, giá 120 nha ha. Rồi đầu vít cộng, đầu vít trừ nha. Đó, 1/4 dùm em. Còn cái này là qua thị nha, 20, 30 nè. Cái này là không có lỗ nha, qua thị không lỗ nha. 15, 27 ha, 40. Tiếp theo nha anh em, cây này là cây cần mở hôm nha. Cây cần mở hôm nha, em bán giá là 300.000. Cây này thì anh em mở hôm chỉnh theo cử tùy anh em ha. Muốn mở lớn nhỏ gì đó thì tùy ha. Rồi, đó, thì anh em dặn nha. Dặn tới đâu thì anh em chốt tới đó nha. Đó, ví dụ như tới đây đi thì anh em chốt lại ha. Đó, cây mở hôm còn khá đẹp, ok, ngon lành. Giá của nó là 300 nha.
Rồi cái kiềm quả mã số 1 nha, giá của nó là 200.000 ha, thương hiệu Lotte nha, răng rất là mới, rất đẹp luôn. Anh em có nhu cầu xài liên hệ, 200.000 đồng cái kiềm quả ha, khớp tăng đô thì hoạt động ok, còn rất là chỉnh. Tiếp theo kiềm quả mã số 2, giá của nó là 200.000 đồng, thương hiệu Lotte luôn nha, răng rất ok luôn ha anh em. Răng rất là ok luôn. Rồi kiềm quả mã 2, giá của nó là 200.000. Tiếp theo cái bơm hơi nha, bơm hơi này bằng hồ 7 ha, còn cái phần hơi lên đúng hay không, đúng áp hay không nữa thì em cũng không biết ha. Rồi bơm thì đây thấy nó có lên hơi ha. Rồi ok, bơm hơi này em bán giá là 300, anh em có nhu cầu xài liên hệ. Bơm thì lên vô bánh đồ gì bình thường. Tiếp theo cái khò ga, khò ga này á thì em bán giá là cũng là 300 ha. Đánh lửa thì còn thấy có đánh lửa ha, đây có đánh lửa ha, đó cái nào cũng có đánh hết. Rồi cái phần chân ga này á, cái phần chân ga này á thì nó dặn vô dây hay là cái gì đó thì cái này về anh em ấy nha, chế hay sao đó ha. Rồi anh em thấy được thì mua nha. Phần này phá ga nha, off on ở đây ha, đánh lửa ở đây. Rồi giá của nó là 300.000 ha, anh em có nhu cầu xài thì liên hệ. Tiếp theo nha, mũi vít mã số 1 nha, vít đây vít là gì, BH1, BH2, BH3 ngắn dài các kiểu trong đây ha. Rồi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ha, 170.000 nha. Mấy đầu vít này còn rất đẹp nha anh em. Tiếp theo nha, mũi vít mã số 2 nha, giá là 250.000. Đây 250.000 mũi vít mã 2 nha. Đó, mũi này BH1 nè, dài nè, mũi nhọn nè ha. Đây là mũi ngắn BH2 nè, hai mũi nè. BH2 dài nè ha, BH2 vừa nè, tất mốt nữa ha. Cái này BH2 luôn nè. Cái này đầu 4 cạnh nè ha. Cái này BH2 luôn nha anh em. Đó, cái này BH2 nhỏ thon dài ha. Rồi, cái này là đầu bông tư nè ha. Này BH1. Tiếp theo nha, cái mũi này là mũi khoét giá 150 nha. Thì em để mã nó là mũi khoét đi, 150 hàng nha. Đây là kích cỡ nè, từ 40 cho tới 210 nha. Ở đây là cái mũi này mũi định tâm nha. Mũi này mũi gạch nha anh em ha, mũi gạch. Này thấy hư anh em có thể chế độ mũi dập giấy vô ha. Giá 150. Tiếp theo nha anh em, tới cái đo lốp xe nha. Đo lốp xe giá là 120.000 nha. Đo lốp xe giá 120.000, lên áp rồi gì bình thường ha. Rồi số này là số ký nha ha, mặt đồng hồ bị nứt đây nha. Nó này là chỉ là cái vỏ thôi, còn cái này là hoạt động ok, full tính năng, đầu này bằng thao, chạm mới ra rất đẹp ha. Rồi thử còn lên 3kg bình thường, bánh sau lớp Honda nha. Rồi giá nó là 120.000. Tiếp theo cái này là cây cạp nha anh em. Tiếp theo cây này cây cạp nha, cạp mã số 1, giá là 200.000 nha ha. Rồi có đóng cái mộc đây nha. Nó giá là 200.000, anh em xem là cảnh cạp rất là đẹp luôn nha, cạp mini bonsai ha. Rồi anh em có chơi thì mua, giá của nó là 200.000, cạp mã 1 nha, 200.000 đồng. Tiếp theo nha anh em, cái kéo cắt ống nước mã số 1 nè, cắt được ống từ 25 trở xuống. Cắt được là ống từ 25 trở xuống nha anh em ha. Ống điện, ống nước gì đó thì cắt từ ống 25 trở xuống, giá là 150 nha. Đó. Tiếp theo nha, cắt ống nước mã số 2, giá của nó là 400.000 nha. Thương hiệu là Shinki, Made in Japan nha. Đây, lưỡi này anh em muốn mở thì bóp cái tay vô, nhấn nút này thì nó nhảy cái lưỡi lên nha. Lưỡi này còn rất là mới đó, ok luôn ha. Rồi giá của nó là 400.000. Rồi tiếp theo nha, cắt ống nước mã số 3, giá của nó là 350 ha, 350. Đây. Ống này là ống được tối đa là 42 nha. Anh em có nhu cầu xài liên hệ thương hiệu là MCC nha. 350.000 nha ha. Rồi. Giá của nó là 350 nha ha. Này anh em gài cái này lại nha. Rồi 350.000. Tiếp theo nha, bộ canh bánh xe. Bộ canh xe mã số 1, giá của nó là 200.000 một cặp nha. Khá là dày, Made in Japan có hai bên luôn nha. Rồi, ok, đây anh em gài lại. 200.000 đồng cặp. Tiếp theo nha, canh xe mã số 2, giá của nó là 200.000 cặp nha. Cũng vậy luôn, cũng có Made in Japan đồ gì đầy đủ luôn nha. Rồi. Rồi 200.000 đồng cặp nha, không xài thì cứ gọn lại để xe ha, rất là tiện lợi anh em đậu sườn dốc hay là nhà gì đó. Anh em sợ nó trôi xe thì anh em có kéo thân tay rồi kéo, nhưng mà đây anh em gài thêm cái nữa là rất là chắc cú nha. Ha. Rồi, cái này cũng vậy nha, canh xe mã số 2 nha. Đó Nissan Motor, cái này cũng Nissan Motor ha. Còn cái chống cái máy nha anh em ha. Rồi cái vàng, cái đen.
thì nó cũng giống thịt kiểu thôi, nhưng mà tại vì nó màu vàng màu đen vậy đó, giá của nó là 200.000 nha anh em, canh xe mã số 3. Anh em thích cái nào thì lấy cái đó. Rồi, canh xe mã 3 giá 200 nha anh em. Tiếp theo nha anh em. Tiếp theo nha, đá mài tay. Đá mài tay này thì em bán giá là 800.000 đồng ha. Rồi, cục đá mài của nó đây có cử rồi gì thì đủ nha. Thương hiệu chuẩn chép mát nè. Sản xuất tại Mỹ luôn nha ha. Sản xuất tại Mỹ luôn ha. Cái phần này phần kẹp trên bàn nha, phần này phần kẹp trên bàn. Rồi, phần này phần quay nha. Anh em xem nha, quay tới quay lui được hết ha. Có cử đầy đủ ha. Rồi. Giá của nó là 800.000 đồng cho bộ đá mài quay tay này nha. Tiếp theo nha, cái gỗ gã này giá của nó là 250.000 đồng nha. Anh em có nhu cầu xài thì liên hệ ha. Rồi, bánh thì quay rồi về bình thường, để vệ sinh sạch sẽ, móc ghê trên dưới rồi đó ha. Rồi. Tiếp theo tới cái bộ dây an toàn này em bán giá là 300 nha, móc rồi về đủ nè. Chắc cố ha, cái này phần bấm dây. Đó, còn phần này là dây an toàn, lúc mà mình ngã thì đây nó sẽ bung ra nha ha. Rồi ok. Cái này thì mình kéo ra nha, đây kéo ra. Bấm này thì nó chạy vô nha. Đó, kéo ra, bấm này chạy vô ha, giá của nó là 300.000 đó. Rồi tiếp theo, cái đó là phần mình tăng đưa đó, mình làm vô ra thì nó dễ nha. Rồi rìu mã số 1 em bán giá là 300 nha, cái rìu mã 1 đó, về anh em mài rồi về lại cha cắn mới vô xài, chỉ có cái đầu rìu thôi, giá của nó là 300 nha. Tiếp theo nha, rìu mã 2 em bán 200 ha, rìu mã 2 200. Tiếp theo bún mực mã 1 giá 150, bún mực này anh em kéo ra thì quay tay vô, mực này là mực vàng ha, mực khô. Rồi 150.000. Tiếp theo nha, bún mực mã số 2 giá 250 nha. Rồi bún mực này thì là bún mực Sinh Hoa, cái này anh em kéo ra thì tự động nó thu vô nha, tự động nó thu vô. Ủa sao nãy tự động giờ nó hết tự động rồi. Đây ha anh em. Đó. Thì mình kéo ra tự động nó sẽ thu dây vô nha. Đây anh em xem nè. Ha, là hoạt động tốt nha. Rồi, còn cái phần này á là dây cái ghim nữa, mình ghim lên trên phần gỗ nè ha. Đó mình ghim đâu đó mình ghim. Đó. Cố định một đầu nha. Đây nó chạy vô, cái đầu này tự thụt vô nha, nó không có cái mũi nhọn nha. Rồi, ok nha. Còn cái này là gì không biết, nó có dắt ở đây nè. Còn mực này thì anh em vô mực ướt lại cho nó ướt cái này là ok nha ha. Rồi, nhấn đây lấy mực nha ha. Rồi, còn phần này là khóa nha. Ví dụ như anh em kéo ra không cho nó muốn tự thu lại thì anh em đẩy qua nó khóa lại ha. Còn anh em đẩy lại thì nó sẽ kéo dây vô ha. Đây. Rồi, cái con bún mực này em bán giá là 250 ha. Anh em có nhu cầu xài liên hệ em, 250 nha. Rồi, tiếp theo nha, con cưa mã số 1, cưa sắt nha. Động này rất là dày dặn chắc chắn luôn ha. Ngoại hình của nó đây ha anh em xem. Đó, em bán giá 100.000 để cho anh em về sử dụng, thương hiệu Onet. Tiếp theo nha, cưa mã số 2 cũng vậy nha, cũng là cân nặng cũng tương tự như con kia vậy ha, cũng dày dặn chắc chắn luôn ha. Và ngoại hình của nó hơi xấu, nổ si rồi gì này kia nọ thôi. Này về anh em thích thì anh em sơn lại. Giá của nó là 100.000 ha, chỉ có 100.000 thôi. Cầm cưa rất là nằm tay. Con cưa này thương hiệu Bet nè, cũng là thương hiệu nổi tiếng làm cưa của Nhật nè. Giá của nó là 180.000, cưa mã số 3 nha ha. Rồi, dặn lấy lưỡi ra chỗ này nha anh em, giá 180 nha. Anh em có nhu cầu xài liên hệ em. Tiếp theo cưa mã 4 nha, em bán giá là 200.000 nha. Hai con cưa trong gốc hạt nha ha. Rất là nằm tay, rất là ok. Giá của nó là 200 ha. Tiếp theo nha, bộ vít mã số 1 em bán giá là 700.000 đồng ha. Bộ vít của Mỹ, bộ vít cán gỗ của Mỹ nha. Cái này cán nhựa không phải cán gỗ nha nè. Rồi, bộ vít của Mỹ thì gồm có gì? Một cây trừ nhỏ và một cây trừ lớn ha. Rồi, đó, dưới đây hết nha. Cán nào có đóng thương hiệu là BM nha. Tiếp theo cây BH1, cây BH2 nha ha. Còn rất là mới, cán còn bóng bẫy ha. Và ba size đầu điếu nè ha. Đầu điếu này là 1/4 nè, 3/8 nè ha. 5/16 nè. 7/16 ha. Rồi, đây nha anh em. Đó, bộ vít của Mỹ anh em thích hợp sưu tầm nha, giá là 700.000 ha. Tiếp theo nha, bộ vít mã 2, mấy đầu vít này là dặn được hết, ok hết nha. Rồi, vít lớn, vít nhỏ rồi gì đủ các kiểu, giá của nó là 300.000 đồng ha. 300.000 đồng. Đây, vít này vít trừ nè ha. Đó, 300.000 nha.
Rồi điếu này 9 ly nè ha. Rồi một cái điếu này 5 ly rưỡi nữa nè ha. Rồi vít nhỏ nè ha. Lục giác là 2 ly nè ha. Rồi lục giác nữa nha anh em ha. Bé 2 nè ha, trừ nè. Rồi vít nhỏ nè ha, sợi điện tử đồ gì đó. Rồi cắn vít nha, cắn vít. Rồi vít nhỏ đồ gì các kiểu nha, đầu điếu trừ lớn trừ nhỏ ha. Mũi xeo mũi chạy nữa nè ha. Một bọc gì á là 300 ngàn nha anh em. Anh em có nhu cầu xài điện thoại em, mũi vít là hoạt động ok hết. Tiếp theo nha, vít mã số 3 em cũng bán giá là 300 ngàn, cũng chọn bộ luôn, gồm có vít nhỏ vít lớn đủ các kiểu nha. Đây vít này vít mã 3 nha, giá của nó là 300 ngàn nha nè ha. Vít mã 3 300 ha. Rồi đồ điếu nè, điếu 7 ly nè ha. Rồi vít trừ nè ha, có qua thị luôn ha. Rồi điếu này 7 ly nè ha. Đó rồi bé 2 nè, lục giác nè ha. Rồi vít lớn nhỏ ha, đầy đủ nha anh em. Rồi ok, có cán này nha. Rồi tiếp theo nha, thuốc thủy. Thuốc thủy mã 1 giá của nó là 300 ngàn ha anh em ha. Thủy đây em test ok, hoạt động đúng nha, giá của nó là 300 nha. Con này made in Japan luôn ha, con này made in Japan luôn. Tiếp theo nha, thuốc thủy mã số 3 em bán giá là 300. Đó, thuốc thủy này là thuốc thủy của Shinwa nha, còn rất mới luôn ha. Thủy nhìn rõ đẹp, ngang xéo thẳng đứng thì có hết, giá 300. Tiếp theo thứ thủy mã 2 nè, em bán giá là 300. Ok đó, thì mã mấy nè? Tiếp theo mã 2 em bán giá 300 nha. Thứ thủy này là size 600ml nè ha. Đó, xin qua nha ha. Thủy này còn đúng ok, ngon lành, thủy ngang thủy đứng còn đủ ha. Tiếp theo thước mã 1 em bán giá là 170. Thước này thước lấy góc nha ha, chính giữa là không, bên đây là 60, bên đây 60 nha. Rồi ok, tới đầu anh em có ngóc chính chuồng, sau lưng anh em chốt lại giùm em ha. Rồi tiếp theo nha, thước mã số 2 em bán giá là 500. Thước lá mã số 2 ha, em bán giá là 500. Đây, còn có 3 cây nha. Rồi em sẽ nói từ size luôn. Cây này á là 330 nè, 3 tấc đó, Shinwa nha, Japan ha. Đó, Leon, mặt trước mặt sau nè ha, số rất rõ. Mấy cây này là số rõ hết nha anh em. Cây này 6 tấc nè, cây này 6 tấc Planet Steel nè ha. Giá của nó là 500 cho 3 cây này nha. Rồi số rất rõ, từ cây là số rõ hết nha. Rồi cây này á là 1 mét nha, cây này 1 mét ha. Mặt trước mặt sau nha anh em ha. Mặt trước mặt sau. Rồi ok, tất cả đều có lỗ để mình treo bán hết nha. Cây 1 mét nè. Số nè ha. Rồi số coi cũng còn rất rõ, ok ngon lành nha. Rồi ok, đó, bộ này 500 ha. Tiếp theo nha, bộ thước nè, thước kéo nha. Bán 1 cặp thước kéo này nha anh em ha. 50 mét, cây này bị gãy ngang đây nha ha. Rồi còn cây này á, thì nó còn nguyên nè, cây này là của thằng Tagima nha. Rồi dây này là dây cao su hết ha, dây cao su hết. Rồi đầu này thì bị tưa nè ha, bị tưa đó. Rồi đầu này thì bị đứt luôn nha ha. Rồi hai cây này em bán 250 thôi nha anh em ha. Hai cây này em bán 250 thôi, viết luôn rồi. Hai cây này bán 250 thôi nha anh em, cây đen bị gãy nha. Tiếp theo nha anh em, dao giấy, dao gọt giấy mã 1 giá của nó là 200. Anh em có nhu cầu xài liên hệ ha. 200, dao lớn dao nhỏ này về anh em mua lưỡi dao gọt giấy để vô nha. Lấy lưỡi dao gọt giấy này về nó sét hết rồi. Ở đây em đã chà rửa sạch sẽ hết nha. Đó, dao này thì bị nứt đây xíu nè ha. Rồi ok, dao nhỏ nè ha. Đó, 4-5 cây dao nhỏ ha. Rồi dao lớn vậy nha. Đây. Nha. Rồi tiếp theo nha, dao này cũng vậy, anh em muốn mua dao lưỡi dao về anh em để vô. Dao này thì em đã chà rửa sạch sẽ rồi, lưỡi dao nó xét cái gì thì nè em bỏ hết rồi nha. Đó. Anh em xem nha, thích bộ nào thì lấy bộ đó nha. Thích bộ nào lấy bộ đó. Rồi tiếp theo nha, cắt ngón tay mã 1 em bán giá là 200 nha. Cắt ngón tay mã 1 em bán giá là 200. Đó. Là còn cắt ok ngon lành hết nha anh em ha.
rồi rất ok ngon lành hết. Rồi hàng cũng trong lô đồ bãi về em cũng ngâm trà rửa rồi về sạch sẽ cho anh em xài hết nha. Đó một bộ vậy là 200 ha. Rồi còn có 6 cây, bộ của 200 luôn ha anh em xem nha. Đây. Nó trà rửa sạch sẽ sáng bóng hết cho anh em nha. Đó 200.000 đồng một bộ. Rồi tiếp theo nha, tới cà lê. Cà lê mã số 1 nha. Cờ lê mã số 1 em bán giá là 400.000 nha. Cờ lê mã 1 thì đây về dòng nè, dòng là 8-10 của Echo nè ha, 17-13 Asahi nha, 18 dòng miệng Chrome Vanium nha ha. Rồi cái này 14 KTC đầu dòng miệng nha. Cái này 17 và 14 hai đầu dòng. Cái này là 10 và 8 nha. Cái này là 17-19 hai đầu dòng nha Amon. Cái này là 10-12 nha ha. Rồi cái này là 21-23, cái này 17-19 nha. Cái này 17-14, cái này là dòng miệng 17. Tiếp theo cờ lê mã 2 giá 150 nha. Cờ lê mã 2 giá 150. Rồi có 17-19, 17-0 ha. Cái này 11-13. Cái này 19-22, cái này hai đầu dòng 24 và 19. Cái này là 8-10 nha, 8-10, ngày 14-12, cái này 14-12 nha. Cái này 17-14 ha, cái này 12-10. Rồi tiếp theo nha, cà lê mã số 3 giá của nó là 150.000, cà lê mã 3 giá của nó là 150.000 nha anh em ha. Cái này là 8 dòng miệng, cái này 10-12, cái này 19-17 ha, cái này là 10, cái này là 14-12, cái này 19-22, cái này là 14-17 hai đầu dòng ha. Cái này 14-17, cái này 13-11 nha. Cái này là 8-10, cái này hai đầu dòng 24 và 17. Tiếp theo cờ lê mã số 4 nha, giá 150.000 nha anh em, giá 150.000. 17-19 nè, 21-19 ha. Cái này là 13 và 10, về này nó công dị thẳng nha anh em. Cái này là 22-19. Cái này 19-14 nha, cái này 12-10, cái này 14-17, 14-12. Dạ chìa này là cái chìa 8-10 ha. Rồi tiếp theo cờ lê mã 5 ha. Rồi anh em làm chuyện lớn thì mua đồ lớn, anh em làm chuyện nhỏ thì mua đồ nhỏ nha. Giá nó là 35.5, cờ lê mã 5 nha. Rồi 32 nè, cái này là 26 và 32 hai đầu dòng nè. Cái này hai đầu dòng 24 và 30. Cái này miệng 30, 41, miệng 36. Cái này hai đầu dòng super 17 và 21, giá 35.5 nha anh em. Tiếp theo nha, cây súng keo mã số 2 bán giá là 150.000 ha. DCM nha, hoạt động ok nha. Rồi, giá 150.000. Tiếp theo nha, bộ la quét nè bán giá là 300.000 đồng ha. La quét này là quà la quét 5 ly vuông nha, la quét 5 ly vuông ha. Rồi cũng là hàng Nhật bãi luôn, em bán nguyên bộ gì là giá của nó là 300.000 đồng ha. Mười mấy cây đó anh em. Rồi. Tiếp theo nha, lập lòn mã số 1 em bán giá là 150.000 nha, rất đẹp, nước sơn ok nha, 150.000. Tiếp theo lập lòn mã 2 cũng bằng giá, anh em muốn lấy nào lấy, 150.000. Tiếp theo lập lòn mã 3 ha, 150.000, dặn này ra thay dây khác vô là xài rồi cứng khừ luôn nha anh em ha, 150.000. Tiếp theo cái đầu này là bê tông ra khoan nha, giá 150.000, bê tông ra khoan giá 150.000. Rồi. Tiếp theo nha, tay khoan mã 1 giá 50.000 nha, tay khoan mã 1 giá 50. Tiếp theo tay khoan mã 2 giá 50 luôn ha, tay khoan mã 2 giá 50. Tiếp theo tay khoan mã số 3 giá là 200 ha, tay khoan mã 3 giá 200. Rồi tiếp theo nha anh em, bộ đóng số mã số 1 giá của nó là 200.000 đồng ha. Đóng số này thì anh em đóng trên ton mỏng, nó lòi qua bên kia, lặt ngược miếng ton lại thì mới thấy số đúng. Còn anh em đóng trực tiếp số gì đó thì nhìn cái số là số ngược nha. Rồi bộ này bộ đóng số ngược nha, số 6 với số 9 xài chung từ 0 cho tới 9 nha. Giá của nó là 200.000. Tiếp theo nha, bộ đóng số mã số 2 em bán giá là 400.000, từ 0 cho tới 9, 6 9 xài riêng luôn, có đủ số luôn nha. Ha. Rồi ok, số này là số thận, anh em đóng cái xuống là nhìn thẳng luôn là được ha. Rồi bộ này của Japan luôn nha ha, cái này của Sáp nè. Số thứ hai giá 400 nha. Tiếp theo nha, bán cây mỏ đá của Top, anh em tăng đưa rồi gì thoải mái, lớn nhỏ gì chỉ xài một cây thôi, mang theo một cây là được, giá của nó là 150.000. Tiếp theo nha, lao ác mã số 1 giá của nó là 300.000, lưỡi rất là ok nha ha. Đây thông số của nó đây ha, 25mm ha. Rồi tiếp theo lao ác mã số 2 giá của nó là 200.000, đây thông số nó là 22mm nha anh em. Rồi tiếp theo nha, đầu khoan mã số 1 giá của nó là 300 200.000 nha anh em. Đầu khoan là chân con nha,
đầu kẹp tối đa này to của nó là được 13 ly, thương hiệu là Makita nha. Rồi dặn là về trái khế thì đầy đủ nha. Rồi đầu hoang chân con nha. Đó, cái con này là 14 ly nè, phía ngoài em đo được là 14 ly nha. Tiếp theo đầu khoang mã 2, cái đầu khoang này là của Hitachi nha, kẹp tối đa là 12 ly. Đầu khoang khít đẹp nha, hoạt động nhẹ nhàng, cũng là chân con luôn ha, cũng là chân con luôn. Rồi cái đầu khoang này cũng là 4 ly phía ngoài hết luôn nha anh em. Rồi ok nha, cái đầu khoang mã 3 giá 3,5 thương hiệu Mevol nha. Đầu kẹp này tối đa là được 13 ly nha. Rồi chân là khít kim ok ngon lành nha. Hoạt động cũng ok luôn ha. Đây, ở ngoài là em đo được 17 ly nha. 16 ly mấy ha anh em ha. Rồi, hoạt động ra vô ngon lành ha. Tiếp theo nha, đầu này là chuyển từ vít sang khoang nha. Cái đầu này là giá 300 nha ha. Đầu này là của Hitachi nha. Anh em có thể kẹp tối đa này được 10 ly nha. Hoạt động ok ngon lành nha, gắn vô máy bấm vít ha. Giá của nó 300 nha. Tiếp theo nha, đầu khoan mã 5 giá của nó là 950, có chân con này nó chồng vô chân con kia dặn đóng con vô đây cái nữa nha, cái này là chân con hết nha ha, cái này sẵn chân con ra nè, anh em đúng máy thì anh em về đút vô xài thôi. Đầu này kẹp tối đa là 13.5 mm nha ha, hoạt động ok ngon lành luôn nha. Đầu thì khít game ha, đây đầu khít game nha ha, giá của nó là 950.000. Tiếp theo nha, đầu khoan mã 6 giá của nó là 700.000. Đầu khoan mã 6 chân con nha ha, chân con. Rồi giá của nó là 700.000 nha, anh em thích đầu nào lấy đầu đó nha, 700.000 đồng ha. Ok nha, đầu này thì kẹp tối đa của nó là 13.5 mm nha anh em, 13.5 mm đầu thích game nha. Tiếp theo nha, cần mã số 3 nha, em bán giá là 200 nè ha. Cần mở đầu này, đầu 1/2 nha, đầu 1/2 ha, anh em dặn như thế này nha. Rồi đầu 1/2. Tiếp theo nha, cần mã số 4 nha, anh em nhấn nút này mở cần ra nha ha. Rồi hai cái đầu nói ngắn dài dài nha. Đầu này thì hoạt động ok, tự động ngon lành luôn ha. Đó, không có thấy tên thương hiệu gì hết nha anh em, không thấy tên thương hiệu gì hết ha. Rồi, hoạt động đây. Đó. Ha, đảo chiều đây. Ngon lành nha anh em ha. Rồi còn có hai cần nói và cây cần. Đầu này đầu 8 nha, giá 250.000. Tiếp theo nha, cái này là cái cặp liếc dao, liếc dao này liếc dao của Nhật luôn nha, made in Japan. Trên này là nó gắn đá trên này nha, gắn đá trên này. Đá thì cây này là 320, màu xanh là độ nhám 320, màu đỏ độ nhám là 240 ha. Giá của nó là 170.000 cho cặp này ha. 170.000 cho cặp này. Rồi ok, tiếp theo nha, liếc dao mã số 2 là liếc dao kim cương nha. Kim cương hồi trước còn sau còn luôn nha anh em ha. Rồi giá của nó là 200.000 cho cái liếc dao này nha ha. Tiếp theo cái liếc dao mã số 3 em bán giá là 150.000 nha, có chỗ treo móc nha ha. Rồi còn rất là mới, rất đẹp luôn nha ha. Nó cán thì có là ngang gần đây xíu nha, giá của nó là 150.000. Tiếp theo cái liếc dao số 5 nè, số 4 nè, giá là 150.000 luôn nha. Này anh em cũng thể để liếc dao hoặc là anh em dũa cũng được ha, bản này bản dũa nha ha. Rồi giá của nó là 150.000 ha, 150.000. Rồi tiếp theo nha, liếc dao mã 5 em bán giá là 100.000 ha. Bên này cái phần mặt thẳng này thì nó xài khá là nhiều nha, dưới này thì còn nè, đang chóc chút xíu nè đó. Rồi đây thì bị cong này là còn nha, ok ha. Cái liếc dao này em bán giá là 100.000 luôn, liếc dao mã 5. Tiếp theo bộ dũa nha, bộ dũa thì như thế này, đây là 300.000. anh em có nhu cầu xài thì liên hệ ha. Gồm có nè, dũa nè, nó dũa bản nè, dũa tròn nha, tròn lớn tròn nhỏ ha. Dũa này dũa bán nguyệt nha, dũa này dũa gỗ luôn nha ha. Rồi dũa này dũa vuông, dũa này là cái dũa lưỡi cưa, dũa này dũa tam giác nha. Rồi một cái dũa bán nguyệt này gãy hết cái chân nha ha. Rồi dũa bản đó nè, dũa bản lớn, bản nhỏ, dũa tam giác nha ha. Rồi tiếp theo nha, bộ khoan mã số 1. Bộ khoan này á thì anh em gắn vô máy bấm vít được về được hết luôn nha, gắn máy bấm vít được hết luôn, 3 mũi. Mấy mũi này có lột thì anh em mày lại, có mũi cuối này là bị gãy ngang nè, anh em về mày lại nhà. Mũi khoan mã 1 giá của nó 180.000 nha anh em ha, 180.000. thì trong đây gồm có mũi của nó đây, thì em lật mấy số là em đọc cho nó dễ nha. 2 ly, 3 ly ha, 3 ly 2, 3 ly 4 ha, 3 ly rưỡi, 4 ly, 4 ly cái này, 4 ly rưỡi ha, 4 ly 6. Rồi ok ha anh em, giá của nó là 180.000, gắn vô máy vít hết, có lục thì anh em mài lại. Rồi mấy mũi này cũng vậy ha,
Rồi, bộ mũi này là mũ phan mã số 2, bán giá 350, mũ phan sắt luôn nha. Rồi, chân này chân lục giác nè, xa 3 ly nè ha. 7 ly 3 nè. Cái này là 5 ly nè. Cái này là 3 ly rưỡi nha. Cái này là 3 ly 3 ha. Cái này là 10 ly nha. Cái này là 4 ly ha. Cái này là 8 ly 7, 8 ly 7. Cái này là 8 ly. Cái này mất số nha anh em. Rồi cái này 9 ly rưỡi. Cái này cũng mất số. Cái này thì 5 ly 9 ha. Rồi, bộ mũ khoan đó ha anh em. Tiếp theo nha, bộ khoan mũ khoan gỗ, bộ mũ khoan gỗ này thì em bán giá là 300.000, mũ khoan mã số 3 nha, giá nó là 300. Rồi cái đuôi cá 16 ly nè, ha, đuôi cá 16 ly. Cái này khoan tay nha, ha. Rồi, cái này mũ khoan gắn vô máy bắn vít nha. Mũi này chắc 3-4 ly vậy đó ha anh em. Rồi. Mũi này 10 ly nè, hai mũi 10 ly nè, mũi gắn vô máy bắn vít được nè, ha. Rồi. Đó. Lớn nhỏ thì cũng đủ kiểu hôm nay nha anh em ha. Rồi gắn vô máy vít chân lục giác 6 cạnh, 3 cạnh rồi gì đủ thứ nha. Rồi cũng có mũ khoan tay nữa nè nha. Thì bộ này là em bán 15 ly cũng có luôn, giá 300 nha. Tiếp theo nha, cái bộ mũ khoan mã 4. Bộ mũ khoan mã số 4 em bán giá là 800.000 đồng ha. Mũi khoan này là mũi khoan chân 17 ly, chân 17 ly nha. Đó, mũi khoan này á thì nó 17.5 nha, mũi khoan 17.5. Rồi, mũi này á là mũi 18 ly nha, 18 ly. Mũi này khá mới nè anh em ha, mũi này là 17 ly nha. Rồi, mũi này thì khá độc đáo luôn nha ha. Rồi, mũi này thì mũi 22 ly. Mũi này thì mũi 19 ly ha anh em, mũi 19 ly nha. Rồi. Mũi này không thấy số nha nè ha. ly nha. Rồi mũi này thì 3 cạnh nha, mũi này 3 cạnh, mũi này thì nó 18 ly. Rồi cái mũi này 29 ly nha, 29 ly. Rồi tiếp theo mũ khoan mã số 5, một mũi một duy nhất giá 400.000 đồng ha. Rồi, mũi này thì có mấy anh công trình gì đó anh em. Anh em làm công trình lớn rồi gì đó ha. Đây, mũi đây, đầu của nó như thế này đây ha. Rồi. Đó. Chân á là chân này nha anh em ha, mũi này là 40 ly ha. Chân nó chân này. Đó anh em xem. Rồi. Anh em có máy giống vậy thì anh em mua về sử dụng nha. Giá của nó là 400.000 đồng, mũ khoan mã số 5 nha. Đó, 40 ly. Rồi tiếp theo tới mũi taro nha. Mũi taro mã số 1 giá của nó là 400.000 đồng nha. Trong đây là có hệ phần, có hệ mili, có hệ phần thì nó có ít nha, hệ mili thì nó có nhiều. Hệ mili là như trong đây nó có 2 ly, 3 ly, 4 ly, 5 ly, 6 ly, 7 ly, 8 ly, 9 ly, 10 ly, 12 ly, 14 ly ha. Rồi có 16 ly luôn ha. Em nhớ con máng là vậy đó. Rồi. Rồi tiếp theo nha, taro mã số 2 nha. Tại vì cái này mỗi lần lựa cái số của nó rất là nhỏ nha anh em, cho nên là em cũng lựa hệ mili cũng có, hệ thần mà gì cũng có cho anh em nha. Đó, hệ phần thì nó có ít mũi thôi, không có nhiều. Rồi hệ mili là nhiều, cũng vậy, cũng từ 2 cho tới 12, 14, 16 vậy đó ha. Rồi. Tiếp theo nha, mũi taro mã 3 nha. Rồi bộ mũi này thì 500.000 đồng nha, mũi này mũi lớn ha, mũi này mũi lớn. Đó. Cái này cũng hệ phần đó nè, 1/2 nè, cái này 16 ly nè ha. Mũi này không thấy số rồi. Rồi mũi này thì 14 ly nè ha, hai mũi này to nè, to đùng. Giá 500.000 nha. Tiếp theo nha, Eto mã số 1 em bán giá là 400, Eto kẹp bàn nha. Không có thương hiệu nha, no name ha, hàng cũng là hàng Nhật Bản. Rồi, hàng bãi về sau em bán vậy ha. Lưỡi khá đẹp, ở trong là còn có chát, còn nước sơn nữa nè. Giá của nó là 400.000 đồng nha, Eto kẹp bàn.
miễn khích Eto mã 2, em bán giá là 1,1 triệu nha. Eto này Eto để bàn xây 360 độ, có hai con ốc mình dặn lại nè ha, phá bàn lại nè. Ở đây thì anh em có thể dùng đe đập làm dấu trên đây, văng chẹp rồi còn mới chát, cái này nó sơn mà còn luôn ha. Rồi cái Eto này em bán giá là 1,1 triệu, anh em có nhu cầu xài thì liên hệ em ha. Tiếp theo nha, em bán cái bắn tè này là của thương hiệu là Makita ha. Đây cái bắn tè này thương hiệu là Makita, cái nút này là để anh em mở tia đứng tia ngang nè, cái này là cân chỉnh theo mực nha. Cái này á, đây là tia ngang này, tia đứng nha ha, còn sáng cho ló nha. Rồi ok, thương hiệu Makita luôn ha. Chân nó thì chỉ còn có như vậy thôi, thì về anh em kiếm chân anh em bắt vô ha. Rồi cái này là công tắc mở nha ha. Mã của nó đây SK11 đây ha, Made in Japan, sản xuất tại Nhật luôn. Pin thì sử dụng hai cục pin tiểu này, nắp thì nó mất rồi nha. Đây giờ em sẽ bật lên cái con này á, thì nó chiếu tia nha. Đây em sẽ gọi xuống dưới này cho anh em xem ha, em sẽ thấy cái tia nha. Đây cái dò của em nè anh em ha, đó cái này là chiếu tia ngang nha. Cái này á, lý do là mình lắc gì nè là nó sẽ chớp chớp nha, tại vì nó lúc nó gọi ra được lúc nó không gọi ra được. Rồi còn á, lại ví dụ như anh em muốn mở tia đứng lên á, anh em nhấn nút này ha, nhấn nút này thì sẽ có tia đứng, nhấn cái nữa thì nó sẽ có là đứng và ngang luôn nha. Cái tia này là còn chuẩn nha anh em, cái này là chống lật nha, cái này nằm ngang lại diện cái là tắt nha, nó không có sáng ha. Rồi ok, anh em muốn mở một tia hai tia hay là sau đó thì anh em nhấn nút trên đây, còn anh em muốn tắt thì nhấn nút này nha ha. Đây là một tia nè ha, bây giờ mình nhấn thêm cái nữa là mở tia đứng nè ha, nhấn cái nữa là hai tia nè ha, ngã là nó nghỉ cái cháy nè ha. Rồi ok, bắn tia em bán giá là 400.000 đồng nha. Đây nha, đó đây là tia ngang nha, còn đây là tia đứng nha, đó hai tia nha, đó rất ok nha. Giá của nó ha 400.000 đó, cho anh em về có đóng lâu không hay làm nhà vậy đó. Rồi tiếp theo nha, tiếp theo là em bán cái thước kẹp ba me ha, em bán thước kẹp ba me thì á, anh em mở nguồn anh em nhấn nút này nha ha, nút này rồi mở lên, ví dụ số nó có sai lệch thì anh em nhấn nút này để cho nó thành không nha, cái này độ chính xác rất là cao ha. Đây bây giờ mình dặn cho nó vừa tay vô thôi nè, dặn cho nó vừa tay vô ha, sau nhấn nút này là nó trở về không hết nha. Rồi ok, mình nhấn nút giữa này đi là bắt đầu mình đo nha, dặn ra nó chạy ra nha. Đó giá của nó là 2 triệu nha, thương hiệu là Mitsubishi, Mitsutoyo nha. Giá 2 triệu nha anh em ha. Rồi hoạt động ok nha, hoạt động ok. Bây giờ cho anh em xem trước sau hết nè, em sẽ chỉnh số cho anh em xem nha. Cái này sản xuất tại Nhật luôn nha, Made in Japan ha. Rồi hoạt động ok, giá của nó là 2 triệu đồng. Cái thước ba me này số rất là chuẩn, thước này thì nó đo được là từ 0 cho tới là 25mm đây ha anh em, 25mm đây. Bây giờ em sẽ dặn thử cho anh em xem, nhờ dặn tới 5 đi ha. Đây dặn tới 5, số 0 nó bằng với gạch này thì nó báo là 4992 tới 3 cái số lẻ phía sau lần nha anh em, tức là nó rất là chính xác rồi nha. Rồi ok, giá của nó là 2 triệu đồng ha. Thước máy thì anh em có thể tham khảo giá sản xuất tại Nhật Mitsubishi trên mạng luôn nha ha. Rồi thước cũ nhưng mà còn rất là chính xác nha, dặn rất là nhẹ tay ha. Đây anh em có thể đánh cái mã này lên trên mạng xem cái mã thước nha. Rồi ok, đó giá của nó đây em bán là 2 triệu đồng nha. Đó đây em sẽ dặn vô, chó đây còn nhảy bình thường nha. Đây em sẽ dặn vô 87 nè, 5 4 3 2 1 nha. Đây đó, đây ha, đó ha, dặn cái tới chấn vô nó tất nhiên là nó phải là nó hút nha, dặn vừa tới là xong ha. Rồi anh em đo, anh em không đo nữa, cứ để nó qua bên chút xíu sao tự động nó tắt, muốn mở nguồn nhấn nút giữa là xong. Giá của nó là 2 triệu đồng nha, thước ba me ha, 2 triệu. Tiếp theo nha anh em, đục bê tông. Cái này thì dàn điện mà nó chạy ok hết, có cái là dàn hơi nó hơi yếu đó, thương hiệu là Makita, sử dụng điện 100V. Anh em có nhu cầu thì mua về sửa dàn hơi lại xài, em thanh lý giá 300 nha, sử dụng điện 100V giùm em. Rồi
máy này chỉ có đục thôi nha anh em ha. Giá của nó là 300.000, thương hiệu Makita, sử dụng 100V ha. Rồi đó, dàn điện là chạy ok ngon lành hết, chỉ có dàn hơi nó hơi yếu thôi, đục không nổi đó, máy chạy ok ha. Rồi tiếp theo tới khoan bê tông nha. Cái khoan này khoan một chiều nha, khoan này khoan một chiều, anh em có thể khoan tường và khoan thường luôn nha. Khoan tường, khoan thường luôn. Khoan thường là cái mặt đỏ này nằm ở đây, còn cái khoan tường thì anh em chỉnh cái mặt đỏ này qua đây nha. Đây đó đó ha, chỉnh này khoan thường nha. Rồi máy này chỉ chạy một chiều ha, máy này chỉ chạy một chiều. Khoan này nhìn rất xịn sò, kẻ tối đa 10 ly, thương hiệu Mabel nha. Rồi cái khoan này thì em bán giá là trời ơi, bán khoan em bán giá là 500.000 nha. Anh em có nhu cầu xài liên hệ em nha. 500.000 sử dụng điện 100W, chạy một chiều không có điều tốc ha. Ăn tối đa, kẹp tối đa là 10 ly hay 13 ly, kẹp tối đa của nó là 10 ly. Khoan tường nha, khoan tường khoan thường gì cũng được. Rồi tiếp theo máy xe sinh tố mã số 1 em bán giá là 600.000 ha. Cối của nó là lưỡi titan nha, lưỡi lớn ha, rất là bén, thương hiệu là Tiger, sản xuất tại Trung Quốc, xuất cho thị trường Nhật. Anh em để mũi này dính với mũi này là chạy được nha. Cối chạy rất êm, gặp qua đây thì anh em giữ, còn ở đây tốc độ cao nha. Đó, do anh em quay không có nước thì nó bị cái lâu ngày cái bạc thao nó bị khô. Vậy anh em kéo ra xài, không xài thì anh em rút vô, anh em để nước vô nó chạy im ru à. Rồi giá nó là 600 nha, anh em có nhu cầu xài thì liên hệ em, sử dụng điện 100W. Tiếp theo sinh tố mã số 2 em cũng bán giá là 600 luôn, thương hiệu con voi nha, anh em xem nha. Thương hiệu con voi, đây, sử dụng điện 100W luôn, lưỡi cũng là lưỡi titan luôn ha. Đây, dỡ cái nắp ra, anh em muốn dỡ cối thì anh em nhấn cái nút ngoài trước này nha. Rồi, lưỡi titan có găng cưa, anh em chém đá thoải mái ha. Đá tức là nước đá mình đó nha anh em ha. Rồi ok, nắp thì anh em nhớ là đẩy sát xuống, gài nút này vô ok hết ngon lành thì anh em nhấn nút là nó chạy thôi ha. Nút này nó ngồi nha, nút này chạy cấp độ thấp, nút này cấp độ cao nha. Sử dụng điện 100W, thương hiệu UEC con voi, sản xuất tại Trung Quốc, xuất thị trường Nhật, giá là 600.000. Tiếp theo nha, sinh tố mã 3, cối này cối lớn nha, thương hiệu Toshiba, cối này nội địa Nhật sản xuất nha, cối lớn đây lưỡi ha. Rồi ok, giá cũng là 600.000, có lớn luôn, có thủy tinh nha. Có chạy đó là mạnh mẽ, giá 600.000 luôn nha anh em, sử dụng điện 100W dùm em nha. Tiếp theo có sinh tố mã 4, giá của nó là 1 triệu đồng ha. Con này á là sử dụng điện tử nha. Con này Trung Quốc sản xuất, xuất thị trường Nhật. Cái này là anh em có thể quay cháo, làm thức ăn rồi gì được luôn. Cái này nó có chức năng đun sôi nè. Cái này đun sôi nè, đun sôi có 3 chức năng đun sôi nè nha. Nó là có nhiệt đó, mâm này nhiệt luôn, sôi luôn nha anh em ha. Còn này là chế độ chạy của nó đây ha. Bây giờ bắt nguồn lên, nhấn nút này ha. Cái này anh em nhấn vô giữ nó mới chạy nha. Buông ra hả dừng nha. Nút này nhấn vô. Chạy lâu một chút xíu. Rồi nó dừng lại, rồi nó chạy lâu chút xíu rồi nó dừng lại, lật tới lật luôn nha. Dừng chút xíu sau tự động nó chạy nữa ha. Rồi nó dừng ha. Rồi ok, bây giờ nhấn nút này. À tức là nút này á là đổ nước vô nha anh em. Anh em phải có nước vô nó mới cho hoạt động nha. Bị cái này nó có liên quan tới nhiệt nha. Đây, nhấn nút này là nó sẽ có nước, nó sẽ đun sôi lên. Cái này là hoạt động ok hết rồi, full tính năng nha. Em bán giá là 1 triệu, sản xuất tại Trung Quốc, xuất thị trường Nhật nha ha. Rồi ok, tiếp theo tới nồi cơm điện. Nồi cơm điện mã số 1 em bán giá là 1.800.000 đồng. Nồi này 1.8 lít, anh em có nhu cầu nấu cơm gia đình ăn khoảng 5-6 người là ok bình thường nha. 1.8 lít ha. Rồi nồi hoạt động ok, thương hiệu UEC Convoy ha, sản xuất tại Nhật luôn. 1.8 lít. Đây anh em xem nha, bên trong và ngoài nè ha. Rồi lòng son đây này ha. Đó, đây anh em cho em trong nha. Ok, bây giờ em sẽ test cho anh em xem ha. Nhấn nút này là sẽ nấu nha. Nhấn nút này tắt, có tiếng đờn, chín cơm nó cũng sẽ đờn cho anh em nha. Rồi, này là menu nha. Anh em có thể chỉnh tất cả chế độ bên đây nha. Rồi, đó, nhấn nút này là tắt nha. Rồi, ok.
giá 1,8 triệu ha, nấu cơm một lần là 1,8 nha, bảo hành cho em 3 tháng. Rồi ok, anh em chuyển khoản đủ là bao ship ha. Rồi nồi cơm mã số 2 là thương hiệu là Tiger, giá của nó là 1,9 triệu ha, thương hiệu Tiger nha anh em ha. Đây rồi, em cho anh em xem trong ngoài nha, nắp đồ gì của nó nè ha. Rồi son nè, rồi 1,900,000 đồng nha. Rồi bảo hành cho anh em là 3 tháng luôn, anh em có nhu cầu xài cứ việc liên hệ ha. Nhấn nút này nấu nha ha, nhấn nút này tắt. Còn menu á, anh em cười chúng đây nói mở nắp nha, menu thì anh em cứ nhận nhấn nút này, không biết cứ nhấn nút này trở lại ha. Nồi này 1,9 triệu nha anh em, bảo hành cho anh em 3 tháng luôn ha, ngoại hình đẹp ok ha. Rồi 1,8 lít phù hợp cho 5-6 người ăn nha. Tiếp theo nha, nồi cơm điện mã số 3 là nồi Mitsubishi ha. Nồi này là nồi 1,8 lít luôn ha, nồi 1,8 lít luôn, đồng hồ trước này hết pin nha. Giá là 1,5 triệu ha, giá 1,5 triệu. Anh em xem nha, trong ngoài đây ha, anh em xem trong ngoài đây ha, nắp đây. Rồi son này ha, đó son còn khá là ok luôn ha, 1,8 lít. Đây anh em xem nha, đó. Rồi giá của nó là 1,500,000 đồng nha, nồi 1,8 lít. Nếu lúc này nấu ha anh em. Rồi lúc này là tắt nha, còn cái này là menu chọn chế độ ha. Rồi ok, rồi 1,500,000 đồng cũng vẫn bảo hành cho anh em là 3 tháng ha. Nếu như nồi mất điện nấu cơm không được thì cứ việc liên hệ em. Rồi giá 1,5 triệu. Tiếp theo nồi cơm mã số 4, giá của nó là 3,2 triệu. Nồi này cũng là 1,8 lít, thương hiệu Yoshi, con voi luôn nha, sản xuất tại Nhật luôn ha, 5-6 người ăn là bình thường đó. Nồi này nấu cơm là cực kỳ ngon rồi ha, dòng này cũng một dạng dòng cao cấp rồi. Đây bì này ha, đó gon là còn xanh ok, ngon lành, nồi rất ngon ha. Rồi đây anh em xem son nè, son là còn bóng bẩy luôn ha, trong ngoài luôn nha. Đây đó, thì cái này anh em để nồi vô, nồi này có tiếng đờn nha ha, áp suất bi hút chân không này đầy đủ hết ha, điện điện này lít 8 nha anh em. Rồi 70 phút sau mới có cơm nha ha, áp suất nấu rất lâu nha. Rồi nó có tiếng đờn, chính cơm cũng có đờn nha, còn cái này là phần menu ha, không biết nhắn trở lại. Ok, giá của nó là 3,2 triệu nha, bảo hành cho anh em 3 tháng nha, anh em có nhu cầu xài liên hệ em. Tiếp theo nha, quạt số 1 em bán giá là 1 triệu, quạt này lên điện 220V nha ha. Quạt này giá đã bao gồm lên điện 220V, hiện tại nó vẫn là 100, anh em lấy thì em sẽ đấu adapter nguồn vô, vẫn bảo hành cho anh em là 3 tháng ha. Rồi có 3 cấp tốc độ gió, đảo chiều rồi về đầy đủ, quạt lùng để bàn ha. Đó, quạt 3 cấp tốc độ gió là gõ gạt nha, êm không sinh nhiệt nha, đảo chiều cũng không có kêu luôn. Nó thương hiệu là Sinegon, con này thì nó chung giống thịt giống như là con Sanjo vậy đó ha, ngoại hình trước sau anh em có thể xem ha. Đó, rất là đẹp, rất là ok, tem thông số nội địa Nhật luôn nha. Rồi ok, có phần để học dây vô ha, rất là gọn. Tiếp theo quạt số 2, 1 triệu, em cũng đã lên điện 220V, đã gồm cái gói lên 220V nha. Anh em có nhu cầu xài cứ việc liên hệ, thương hiệu là Sanjo luôn đó ha. Rồi cũng 3 cấp tốc độ gió, quạt không sinh nhiệt nha, quạt không sinh nhiệt. Ok, ngon lành nha, đảo chiều thì phía sau, anh em để bàn, quạt thì rất là nhẹ nhàng ha. Đó, số 2, số 3, cấp tốc độ rất là đều nha, quạt không có sinh nhiệt, rất là êm, đảo cũng không có kêu luôn, ban đêm quạt ngủ rất là ngon nha. Rồi, ok, giá của nó là 1 triệu đồng, đã gồm lên điện 220V và bảo hành 3 tháng. Ok, con quạt này, quạt số 3 nha, em bán giá là 1,900,000 đồng thôi ha. Đây, có một cái cánh quạt nó bị nứt nha, đây. Đây nè, anh em xem nha, cái phần nứt của cánh quạt đây em đã xử lý bằng keo lại rồi ha, em đã xử lý bằng keo lại rồi đó, là nó rất là cứng cáp rồi nha, hoạt động thì không có sao hết, cánh này rất là cứng, nhưng mà do lỗi sao đó là nó bị cứng vô trong cái cánh, nó bị mẻ thôi, nó không phải mẻ mà bị nứt ra để nó kết nối nó lại. Ok, ngon lành hết. Thì quạt này á là thân sắt đế sắt nha, thân sắt đế sắt, giá của nó là 1,9 triệu, đã cũng đã gồm lên điện 220V nha ha. Đó, anh em lấy thì em đấu nguồn vô thôi ha, đảo chiều rồi về hoạt động ok hết, 3 cấp tốc độ số nha ha. Đó, anh em có nhu cầu thì cứ việc liên hệ, 1,9 triệu em bảo hành cho 3 tháng lên điện cũng vậy ha. Rồi giá 1,9 triệu ha, thương hiệu là Toshiba nha, quạt rất êm không sinh nhiệt nha, để rất là vững vàng luôn ha. Rồi thì hôm nay em có tất cả bao nhiêu sản phẩm đó thôi, anh em có nhu cầu với sản phẩm nào cứ việc liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại 0335 172 445. Đó là Zalo của em cũng số trên, anh em cần thông số kỹ thuật hình ảnh gì thêm cứ việc liên hệ với em ha. Rồi em xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại tất cả anh em trong video clip tiếp theo ha.